Thưa quý vị, tôi tên Đặng Ngọc Sinh, sinh tại Phú Yên. Trong cái ngày sinh của tôi thì nó có cái tuổi thật của tôi sinh năm 1941, nhưng mà ngay cái khai sinh thì tôi sinh tuổi đề là 1945. Thì suốt thời gian nhỏ thì tôi ở vùng kháng chiến, nên là đi học ở trường ở nhà quê, rồi sau đó lần lần mới lên đi học tới sau cái khi mà 55 xong đó, là chúng tôi quốc gia trở lại thì bắt đầu đi học lại. Do đó lý do là bước tuổi là lý do như vậy. Thì cái vùng kháng chiến hồi xưa, tức là mình chống Pháp, thì tôi ở vùng không phải là vùng quốc gia. Cho nên là khi 54 quốc gia về là cái lý do đó mà mình bớt đi mấy tuổi là như vậy. Thì sau đó thì bắt đầu theo học trở lại, bắt đầu đi học trung học, bắt đầu đi thi tiểu học cái đã. Lúc đó chúng tôi coi như được cuộc đời thi cử của tôi lúc nào cũng có Aran hết, rồi thi tiểu học cũng phải vô Aran. Rồi lên trung học, rồi lên tú tài 1, tú tài 2, đều có thi Agri và thi Văn Đáp hết trơn. Cái cuộc đời tôi hồi nhỏ thì tuy là sống trong gia đình, ông cụ tôi, cả nhà tôi đều là giáo viên khuyết. Từ ba tôi tới ông chú tôi, rồi tới đời chúng tôi, thì tôi là con út trong nhà, vẫn đi theo ngành giáo dục. Do đó thì cho nên tôi nôm na nói chuyện với mọi người là cái nghiệp. Thành ra có như là cái khi mà tôi bắt đầu tôi đi học xong rồi tôi ra tôi đi dạy. Tôi dạy cái năm 64 tôi bắt đầu ra tôi dạy. Đầu tiên là tôi dạy một cái trường trung học ở La Hai. Sau đó tôi vào Tuy Hòa, tôi dạy một trường dạy toán lý hóa. Năm 1967 thì tôi bị động viên đi Thủ Đức. Ngày khi mà vào Thủ Đức ấy, thì đúng ngày cái dịp Tết Mậu Thân. Cái lúc vào Thủ Đức thì cái quân trường Thủ Đức, cái hệ thống phòng thủ rất là đơn sơ. Rồi tới cái khóa chúng tôi vào, tức là lúc đó là Mậu Thân, là chúng tôi trong đó khóa 26-27. Thì bắt đầu mới, lúc đó ông Long Văn Thơ là ông mới đại tá thôi, ông làm chỉ huy trưởng, thì bắt đầu mới đào hầm đào hố, mới làm cái hệ thống phòng thủ Thủ Đức. Khi ra trường đó thì tôi chọn một cái tiểu khu rất là nhỏ. Thì tôi quan niệm là mình làm đầu gà hơn làm đuôi voi. Cho nên tôi chọn về tiểu khu 4, tức là tỉnh Treo Reo á. Nghe Treo Reo là sợ lắm, nhưng mà khi mình về đó thì tôi rất là được ưu đãi. Lý do là họ thấy cái mắt rào tôi là giáo sư, cho nên tôi nói thật ra quý vị là đừng có cười tôi thiệt. Thời gian quân ngũ tôi không có làm trung trưởng cái nào hết đấy. Tôi về tiểu khu là ông tiểu trưởng cho tôi làm ở trung tâm quân cái đang. Rồi khi mà tôi lên thiếu úy là tôi làm trưởng phòng rồi. Trong khi đó trưởng phòng lúc đó cấp số là thiếu tá. Thành ra là tôi xong ở tiểu khu 4 thì một thời gian ngắn thôi. Nhưng mà tôi qua nhiều chức vụ, tôi làm. Sau đó là vì cái cấp số mà trưởng phòng là thiếu tá đó, cho nên tôi thiếu úy, tôi không ngồi lâu được. Thì ở đó người ta mới cho tôi đi học một khóa chiến tranh chính trị. Thì cái lúc đó là tôi, thật ra tôi không biết Đà Lạt là nào hết. Muốn được đi Đà Lạt để coi Đà Lạt nó đẹp như thế nào, nghe ai nó đẹp. Tại mình hồi mình ở quê mà mình lên tỉnh mà học vô Sài Gòn là ghê gớm lắm rồi, nghe Đà Lạt rồi. Lúc đó thì ông chỉ huy trưởng, ông tỉnh trưởng, ông kêu tôi lên.
anh nói mày mày đi là mày mắc cái chứ mày mày mắc cái ghế của mày ráng chịu. Nói không sao, tại vì đại tá cho tôi đi đi, tôi thiếu quý này đúng năm đúng tháng tôi lên trung quý chứ cái gì đâu. Thế là mình mới ông nói mày rời đi mày về mất mất cái chỗ mày ráng chịu á. Dạ không sao, quyết chí đi Đà Lạt cho biết mà. Thành ra là tôi mới đi lên đó cho học, nhưng mà không biết sao, thật ra thì mình cũng đã giỏi giang vậy, nhưng mà tôi học khóa 10 căn bản với anh chị á, tôi đi học lên mình cũng làm bài như mọi người thôi. Khi mà mãn khóa đó còn chừng tuần nữa thì lúc đó thì tôi nghĩ tôi cũng chắc đậu từ thứ năm trở lại, nhưng mà cuối cùng tôi là đậu thủ khoa cái khóa đó, tức là khóa 10 căn bản với anh chị tôi đậu thủ khoa. Thì do năm 69-70 đã quên khoảng năm 69 này. Thì sau khi tôi thường thường học xong là phải về đơn vị gốc, thì khi tôi trở về tiểu khu 4 thì chừng một tháng sau á, thì có cái công điện trong tổng tham mưu yêu cầu tiểu khu 4 cấp hiệu lệnh cho tôi về trường đại học cho anh chị. Thì cái lúc đó thì tôi cũng gây go nữa. Ông tỉnh trưởng kêu tôi không cho tôi đi. Ông nói tao cho mày đi học gì làm cho tao chứ, không đi đâu hết. Như vậy là biết là tao phạt, là vượt hệ thống quân giai. Tức là hồi xưa là quân đội là muốn đi là phải chuyển từ cấp trực tiếp rồi lên, cái gọi là hệ thống quân giai như vậy. Như ví dụ như ở trung đội thì phải có ý kiến trung đội trưởng, rồi đại đội trưởng, rồi tiểu đội trưởng mới lên. Thì ông tỉnh trưởng tưởng là tôi xin về đó. Nếu không có, đừng có xin. Nhưng mà thường thường ở trên đại học chính trị là những cái sĩ quan mà đậu thủ khoa đó là thường họ rút về. Thì đầu tiên thì ông nói về ông mới làm cái công điện vô ông này, vì nhu cầu công vụ cho nên xin lưu giữ sĩ quan đương sự ở lại tiểu khu 4. Thì đâu chừng hơn một tháng sau tôi thấy vậy là mình coi như mình tắt cái chuyện mình đi Đà Lạt này. Nhưng một tháng sau lại cái công điện ở trong gửi ra. Thì cái anh đó là anh Trung Quý Thạch, cái bạn. Anh mới cầm cái công điện anh đem xuống kêu, nè, hỏi chứ mày quen ai trong đó? Nó không có. Nên đây này không có, mày coi công điện này. Tại công điện viết tôi còn nhớ rất rõ. Cho nên là yêu cầu tiểu khu vô cấp sự lệnh cho thiếu úy Đặng Ngọc Sinh về trường đại học chính trị. Bộ tổng tham mưu sẽ cử sĩ quan thay thế khi có tài năng mới. Tôi giữ thêm câu là mọi sự lưu giữ sẽ không được chấp thuận. Thì do câu tưởng đâu mình quen thì tôi không quen ai chứ. Thì do đó là nó cho nên tôi kêu kêu cái đi dạy là cái nghiệp nó vậy. Chứ mình đi lính đâu có dạy, mà thiệt ra thì cái lúc mình đi dạy mình cũng chẳng phải là một nhà giáo xuất sắc gì, không có ai hết. Chưa lấy xong thì cử nhân. Cái lúc tôi là thế này này, khi nào mà anh phải lấy hết, ví dụ cái cử nhân đó anh tình dự tính là anh lấy hết là phải 40 chứng chỉ. Thì khi anh lấy hết 4 chứng chỉ đó thì mới được cấp cái gọi là cử nhân giáo khoa. Còn mỗi năm anh 1-2 chứng chỉ, anh không kêu anh cử nhân được. Thành ra tôi cũng chẳng có phải là cử nhân giáo khoa gì hết. Có một điều là khi mà tôi về đại học chính trị thì đúng là mình phải biết người biết ta. Thành phần ở trên đó là cao học tiến sĩ không à. Cái mình tôi là cho nên lúc đó thì mình, ở trên đó mình biết phận. Tôi đi học. Đi học này không phải là tới lớp học. Nhưng mà ví dụ như là đi làm phụ khảo cái lực ban giao quốc tế chẳng hạn. Tôi đâu có biết gì đâu.
Nhưng mà bữa đó ông giáo sư chính ông dạy, thì nói thôi, đi chạy để tôi phụ khảo cho. Thiệt ra tôi vô ngồi tôi học. Phụ khảo là làm gì để coi giấy phát bờ cho sinh viên rồi thu vậy thôi, ông giáo sư chính thôi. Thì do đó mình học. Ngoài thì giờ rảnh ấy, mình lại chui vô trong thư viện mình đọc. Chứ nếu mà ở trên nó có cái như thế này, anh ở đó mà hay anh bị sinh viên hay là tôi cũng nói sơ là trường này không chính trị là huấn luyện cho sinh viên này, sinh viên ra thiếu ý rồi, ngoài ra đó còn có những khóa tu nghiệp như chiến tranh trị căn bản này, đều trung cấp rồi cao cấp này, ngoài ra còn có cái khóa tuyên úy. Thế như vậy các sư các cha đi làm tuyên úy, thì nếu mà anh dạy ở đó mà anh bị sinh viên chê cái á, lần thứ nhất không nói, lần thứ hai, lần thứ ba sắp có đi thực chiến liền. Thành ra mình phải giữ mình biết phận mình giữ mình. Mà ai mà ở đó được ở chừng được 2 năm rồi đó thì coi như vững vàng rồi. Tại vì cái trường đại học tranh trị nó khác cái thế này, các cái quân trường khác á, nó trực thuộc tổng cục quân huấn, mà tổng cục quân huấn thì nó có nhiều trường, trường Đồng Đế rồi trường Thủ Đức rồi trường Hòa Bị Đà Lạt rồi trường Nam Sơn, nó nhiều trường. Thành anh thể thiên kiến từ chỗ này chỗ khác. Còn cái trường đại học tranh trị thì chỉ một mình nó trực thuộc tổng cục tranh trị mà thôi. Thành anh không ở đó thì thực chiến thì không rồi thôi hết. Đấy. Thành ra thực ra thì cái đây thì tôi may mắn rồi, chứ tài cán thì cũng không bao nhiêu. Thì cái này tôi cũng kể chuyện vào 30/4. Thì cái lúc đó là hồi nếu tôi nhớ không lầm thì khoảng chừng đầu tháng tư, 3/4/4 đó. Cái lúc đó là tình hình nó lộn xộn lắm rồi. Thì cái khu ở trên đó là coi như hồi đó Lâm Quang Thơ là lên thiếu tướng rồi với ông tư lệnh đó. Thì tôi không nhớ rõ là cái tháng mấy, nhưng mà cái ngày hôm đó là ngày thứ ba. Tôi đang dẫn sinh viên từ trường nó đi qua bên phòng bên đài phát thanh ấy để mà thu thanh, tại vì tôi là trưởng phòng tâm lý, tôi phải lo chuyện đó. Em khi tôi qua tới bên đó thì là khoảng đầu 8 giờ mấy, cái bên bộ chỉ huy gọi tôi về. Thì lúc đó là bên họ bị đã rút này, bên khi về là bắt đầu họp là chiều tối đó là trường đại học tranh trị đi bộ, tức là họ bị rút trước rồi tôi đi sau. Thì cái cuộc ghi giảng nó cũng rất là gian nan. Thì lúc đó thì những cái xe cộ trên đường ấy không phải nó hư máy đâu, mà vì người ta đeo lên ấy, nó nặng quá, tại nó bể bánh nó bỏ rồi. Mà cái lúc đó thì tôi cũng như mọi người thôi, mọi người kia thì tính đi xe jeep, nhưng mà lúc đó là tôi lại nghĩ một cái cách khác. Tôi nhìn tôi thấy người ta bu lên xe, cái tôi là lấy ông đà tôi đi. Tôi đi rồi tôi bỏ hết, tôi không mang cái gì hết. Chỉ mang mấy bộ đồ, đồng thời là ở sau tôi chở thêm 2 cái thùng đạn để xe cho nó có xăng, tôi lấy xăng rồi. Nên được chạy Honda từ Đà Lạt chạy về tới Sài Gòn. Thì lúc đó thì mọi người đi xe jeep, đi bộ thì tôi có xe thì chạy rồi. Thì trong cái đoạn đường đó gian nan lắm, tức là đi cho thể biên là mọi người đi như nước chảy. Thì ở trên nó pháo kích cái rầm, ai trúng thì ngồi đó nằm, ai trúng người cứ đi, ai trúng thì nằm, người cứ việc đi thì như nước chảy, không thể dừng lại, cứ việc tưởng tượng như cái dòng thác nó chảy, không có ngừng được. Thì đi vô tới trong
Bình Tuy thì lúc đó là ông Tỉnh Trung thì không cho vô, cho vô sẽ loạn á. Cuối cùng là cũng cho vô, nhưng mà tôi chạy ra tôi thấy tình hình đồng xong tôi lại chạy ra tôi xuống một né tôi lên cái ghe, lên ghe đi vô Vũng Tàu. Thì cái lúc mà đi mình không đầu óc nó hoang mang lắm, tại vì lúc đó là gia đình tôi đi về Tuy Hòa thì còn có mình thôi. Mà khi mà ngồi ở trên ghe nhỏ mà sóng á, ngồi lên là xuống rồi, nó như là mình lùi xuống nước rồi. Thì khi mà vào tính vô Vũng Tàu vô không được, nên vô cái gì bên Vũng Tàu gần đó, chỗ gì quên, tự nhiên quên mất tên. Đi vô cái bãi phía ngoài Vũng Tàu, chưa tới Vũng Tàu, đi vô đó. Thì vô đó tôi mới lên xách xe tôi chạy lên. Chạy lên thì tới cái quán ăn, tôi vô quán ăn á. Thì cái chủ quán là lại có con là sinh viên của tôi trên trường. Tôi vô thì ông ấy hỏi ở đâu? Thế nên Đà Lạt, ông hỏi có biết chiến tranh chị không? Nói biết. Nói tôi là sĩ quan trên đó. Ông ấy hỏi tình trình, thế bây giờ cái em đang nó đang di tản. Thì chưa mà tôi đi trước. Thì ông thấy mình mãi đen thui giống như Mỹ đen. Ông ấy mời vô trong, vô tắm. Thì vô cái mặt nó đen thui hết, chỉ có tại mang kính thì cái con mắt là nó không đen thôi, còn nhiều nó đen thui hết rồi. Rồi từ đó chạy về Sài Gòn, về Sài Gòn cũng gian lao lắm, về tới Biên Hòa qua được cái đi vô Sài Gòn không phải dễ. Mà đó nguyên cảnh mà thấy mình chở đồ lục cục là nó chẳng lẽ cho vô, mà nhờ mình đi cái sông Đà không có chở gì nữa, nó lại tưởng mình dân Sài Gòn đi ra, nhưng mà nó nghĩ chắc ông này đi bán than cho nên mặc đen thui. Thì cuối cùng tôi mua về được tới Sài Gòn. Thì đấy là cái cuộc hành trình mà 75 là vậy. Thì dọc đường thì cũng gặp người chết cũng nhiều, và cũng có tình trạng thấy nó bị tù ra đó, thì cướp bóc cũng có. Rồi có những cái xe chở tiền ấy, nhiều người, mấy ông nó muốn thoát là xách tiền dục ra cho nó lượm cho mình thấy. Mình nó rất là hỗn loạn. Tôi đi từ Đà Nẵng đi xuống đèo Ngọn Mục, đi xuống Phan Rang, xuống đường Phan Rang. Cái lúc đó là đi xuống Phan Rang, bắt đầu Phan Rang mới đi vô. Thì trong cái đoạn đường đi đó là nhiều chuyện lắm. Cái lúc mà về Sài Gòn đó thì mình vẫn còn chứ chỉ phải cộng chưa có chiếm gì. Tại vì chúng tôi về tới Sài Gòn là cả trường dời về, đầu tiên là dời về tiểu đoàn 30 anh chị, tức là ở Biên Hòa. Dời về đó thì tất cả sĩ quan khi đó thì khóa 4 gần đến ngày ra trường, cho nên là ngay cái tháng 4 đó chúng tôi về tới Sài Gòn thì mới tổ chức lễ ra trường cho khóa 4. Sinh viên khóa 4 chính anh chị, tổ chức tại tiểu đoàn 30 chính anh chị. Cho nên sau này các em ra thì các em không có đơn vị làm vậy. Khi mà rất là tội các em đó, khai thiếu úy, tại vì ra trường là thiếu úy. Mà thiếu úy thì nó bắt đi tù giống như sĩ quan. Còn nếu mà sinh viên sĩ quan thì kể như hạ sĩ quan đi tù, đi học có 3 ngày thôi. Thành ra cũng rất là tội. Mà khi vô các em không biết, tại vì chưa nhận đơn vị mà, thành ra không biết khai như thế nào.
mà khai không rõ thì tụi kia nó lại nghi, mà nó là nó nghe chiến tranh chính trị nó lại ghét nữa, cho nên rất là tội các em mà khóa bốn khi nó ra, tức là mang loan thiếu úy chưa có ra đơn vị, rất là tội. Thì chúng tôi ở đó gắn loan xong rồi cứ việc chạy đi chạy về, rồi tới lúc mà Dương Quang Minh đầu hàng thì tụi này cũng đã hàng theo thôi. Cái lúc đó khi mà về tới Sài Gòn rồi thì anh em tôi có nghĩ đến một cái phương pháp là sẽ kéo về ở vùng 4. Thật ra là cái lúc mà nghe tình hình miền Trung mất hết rồi đó, thì nhưng mà cuối cùng không có được. Nghe mà khi mà nghe Dương Quang Minh đầu hàng thì chỗ này giống như trời sập ấy. Tức là mất hết, không còn gì hết, không còn tinh thần nữa. Thì tao chưa có biết là tôi, cái lúc đó mà tôi ngồi suốt từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối tôi ngồi một chỗ à, không làm gì hết. Tại vì bây giờ gia đình ấy, gia đình thì ở ngoài, đưa bà xã bên mấy cháu đi về ở ngoài qua rồi. Rồi cái lúc mà lộn xộn đó thì những ngày gần tới 34 thì người đi mua vi trường thì tôi cũng đi mua vi trường. Nhưng mà không đi. Nghĩ ngoài đất nước mình không ở, đi đâu. Và thiệt ra lúc đó tôi nghĩ là chắc cũng không đến nỗi nào, cho nên là ở lại, không đi. Chứ nếu tôi đi thì đi được, đi xuống tàu tôi cũng đi được, đi tại vì tôi có anh em pilot mà rồi tôi không đi, em tôi cũng không đi luôn. Tại vì mình nghĩ là mình không thể tưởng tượng được, mình nghĩ không đến nỗi. Và thật ra mình lúc nào mình quê hương mình vẫn hơn chứ. Sau 30 tháng 4 đó thì phải nói là sáng ngày 1 tháng 5 thì phải nói khi mà 30 tháng 4 thì chúng tôi cái tâm tinh thần rồi này là nó sụp đổ hoàn toàn, không có muốn làm gì hết. Rồi ngày hôm sau thì thấy là ở Sài Gòn đó là biết là mọi người nào là hôi của, nào là đốt, nào là vô mấy cái nhà đi đó, mà mình đứng nhìn cười thôi, không làm hết, tinh thần không còn gì hết. Sau đó phương tiện đi về Trung cũng được, không về nhà được. Thì về tái túc mấy người quen ở Sài Gòn, lúc đó cởi áo lính thì cứ bà con ai trước thì mình vào mình ở thôi. Ở thì bắt đầu mới cũng chạy kiếm ăn từng bữa, xách cái xe ông đã đi chạy xe thô, nhưng người ta không chịu đi. Mình mua xăng mình tới mình ngồi ngoài không thấy người ta đi, các người khác tới người ta kêu đi. Tính là xách đi xe để chạy xe thô để kiếm tiền ăn, mà người ta dòm mình ta không chạy, người ta không kêu mình. Thành ra có nhiều khi đổ xăng chạy cũng lỗ. Rồi bắt đầu mới đi, tôi mới bắt đầu giờ làm gì giờ, mới đi làm mấy cái áo giáp cũ hồi xưa là bỏ đó, thì mới đi làm mấy đồ cũ về may thành được túi xách. Thế ngồi này, lúc đó bắt đầu là làm thợ may, may cái túi xách để đi bán. Rồi đồng thời khi có được chút đến rồi, lúc đó là anh biết là ở chợ ở Sài Gòn là chợ trời lung tung hết đấy, mà mình dòm đi dòm lại không ai mua. Cái người mua chợ đầu trên cái đi xuống bán chợ dưới là chợ dưới đi xách lên bán chợ trên. Rồi lúc đó kêu là ra kêu là chợ đồ nhôm, là chôm là nhà ra bán.
Thì ở đó thời gian sau đó là khi mà hồi đó là Cao Đằng Chiếm, anh vô chiếm Sài Gòn ấy, là anh ra lệnh là đầu tiên thấy kêu hạ sĩ quan 3 ngày, tập trung 3 ngày, mình thấy đúng 3 ngày về thiệt, chứ chừng kêu cấp úy là 10 ngày, cấp tá 1 tháng. Thì mình cũng chắc là thôi cũng đi trình diện cho nó xong đừng về nhà, chứ đâu có biết là 10 ngày thành 10 năm đâu, không biết. Thì bắt đầu thì mọi người đi, thì bắt đầu đi trình diện. Nếu mà cái lúc mà kêu hạ sĩ quan 3 ngày mà 3 ngày nó thả về thì chắc là này không đi đâu. Rồi thấy nó thả về rồi nghĩ chắc người Việt Nam mà đâu đến nỗi nào, thôi mình đi cho nó xong việc đừng về, về lo cuộc sống, lo vợ lo con, chứ bây giờ làm sao giờ. Thế thì đi thành ra là coi từ hết 5 năm mấy tháng khoảng đó. Trước đây tôi nói cái thời gian tôi niên thiếu là tôi ở vùng kháng chiến mà. Thì những cái lúc đó là cái người mà đi kháng chiến á, là một người có tấm lòng yêu nước, đánh Pháp. Nó khác với cái 75. Cái lúc đó tôi nói thật ra thì ba tôi á, là thầy giáo cũng là hồi đó theo phong trào Duy Tân. Còn anh tôi thì cũng đi dạy, nhưng mà cái thời đó là những cái người mà theo kháng chiến lúc đó khác với sau này. Do đó mình có cái lầm lẫn là, cái lầm lẫn từ lầm lẫn là nghĩ là người ta không đến nổi. Cho nên là cứ tin tưởng 10 ngày sẽ cho về. Cho nên là thôi đi cho nó xong việc, coi như trả nợ đời cho xong. Nhưng mà thiệt ra không phải vậy. Khi mình vào trong đó nó lại khác. Cái tâm trạng lúc đó là như vậy. Lúc đó thì tôi nhớ là kỳ đó tôi vào trình diễn ở trường Lê Quang Định, tức là cạnh cái trường cao đẳng mỹ thuật, cạnh chỗ hồi xưa tôi ở đó. Thì họ đưa mình lên xe, họ bịt bùng hết. Và mình lên xe xong rồi là họ bảo ạc bịt hết. Chống bằng đêm, đâu 11 giờ họ chở mình đi. Mình không biết đi đâu à. Ngồi tổng là không biết đi đâu hết á. Bịt hết lại này. Rồi sau là chở mình đi rồi. Thì lúc đó thì chở tôi đi lên, đầu tiên là chở tôi đi lên Trạng Lớn, Tây Ninh á. Cái địa chỉ đó kêu là L4T3. Thì lúc đó thì cái ngày mới lên á, vừa đói vừa khát, không có nước uống. Thầy đi uống nước lỗ chân trâu á. Thế là mấy chục người nhốt trong cái phòng nhỏ này nè. Thì chứ không có lúc đầu tiên là trại đó nó khác lắm. Cái nằm là hồi đó đi ai cũng đem cái võng á. Thì cứ ngồi người dưới người trên. Thì ai mà nhỏ con nhất thì nằm bên trên, không có người ta con nằm dưới. Rồi một thời gian tới ngày hôm sau nữa thì họ mới đem cái nước rồi cho nước uống. Nói chung là ở đó là coi như là thời gian ở N4T3. Mấy ngày hôm sau họ mới bắt đầu đi lao động, chia toán à. Bằng đầu không có việc gì làm thì cứ khiêng cây chỗ này đem chỗ kia. Rồi chiều lại khiêng chỗ này đem lại chỗ cũng. Rồi khi mà đưa vô Trạng Lớn á, những cái doanh trại của Hoa Kỳ cũ á, họ không cho mình ở. Họ bắt dỡ hết. Dỡ ra là cấp trên đất. Mình mới dỡ. Rồi mấy cái nhà xưa của quân đội Hoa Kỳ để lại á,
Hà bác dỡ hết, Hà không ở trong đó. Đi cắt chỗ nào cái nền đất rồi mình cắt lên. Thì sau đó thì mới bắt đầu cắt trại rồi, rồi đi lao động. Có những khi mà ví dụ bắt đi cắt tranh chẳng hạn ha, một tổ 10 người đưa con cây dao à, thế làm sao đó làm. Thành phải đi kiếm mấy cái niềng sắt rồi để mình tạo thành cây liềm, cắt ngọn bức là đứt tay hết. Cái lao động như vậy không kêu là họ dùng cái câu là khắc phục thôi. Anh đã làm sao anh làm, anh khắc phục anh làm. Thế bắt đầu đi trồng khoai, đi đào giếng, đi trồng, làm đủ trò hết. Cái thời gian mà trong thời gian đó thì một thời gian cái nó đổ ra nhiều bệnh. Đầu tiên là bệnh ghé cái đã. Ghé hầu như là hết 99% bị ghé. Ai cũng bị ghé đó. Mà hồi đó thì cái mình tôi trong cái láng đó thì có mình tôi ông bác sĩ Đỉnh với lại ông, đúng không, ông bác sĩ nữa là không bị ghẻ. Ngoài cái sau đó là tất cả ai bệnh gì tôi có bệnh đó. Tức là sau đó bệnh kiết này, kiết lỵ. Kiết lỵ rất nhiều người chết vì kiết lỵ. Tôi nhớ là suốt một thời gian cũng 4-5 tháng gì đó họ mới cho thăm. Thì chính cái lúc mà cho một thăm là kiết lỵ đang hoàn hành trong ghê lắm. Thì cái lúc đó họ kêu tôi, bạn bè kêu tôi là kiết sĩ mùa xuân mà. tại vì tôi vẽ thì kêu họa sĩ nói ông này là kiết sĩ mùa xuân. Đó, hình đi ra chống gậy thôi. Họ, cái nhà sĩ đó thì có cha mình nằm gần đây, chứ không muốn làm gì đó. Thì thuốc không có. Thì cái lúc đó mà kiếm được cái lá mơ là tốt lắm, mà không có. Uống cái lá cỏ hôi á, không biết quý vị có biết cái lá cỏ hôi không? Nó hôi dễ sợ lắm. Lấy cái đó uống á. Này thì còn có những người là bị cái gia đình vô lần đầu tiên á, thì nói thôi, tôi mới nói là mày đừng ăn, mày ăn mày nó lủng ruột á. Hay nên nói, ôi, bây giờ có chết cũng ăn. Thì đúng quả nhiên, ăn vô vài ngày sau nó lủng ruột chết luôn. Có nhiều người bị kiết, rồi gia đình thăm á, vô có đồ ăn. Thì còn cái lúc đó thì gia đình tôi ở ngoài Trung, thành không ai đi thăm. Lúc đó trong đó nó có chiếu con phim là đến hẹn lại lên ấy. Thì bạn bè mới đùa, thế này mày là thằng đến hẹn lại xù, tức là không có ai đi thăm kêu đến hẹn lại xù. Nó là vậy. Cái điều khủng khiếp nhất ở đây ấy, là khủng bố tinh thần và cho mình đói, có thể nói là đói để trị. Đây anh biết là mỗi những cái khoai mì mà khoai lang mình trồng á, khi mình thu hoạch lên á, củ lớn bộ rồi lấy để đi bán, cái củ nhỏ họ mới cho mình ăn, chứ không phải là mình trồng để mình ăn được đâu. Có mình đi lao động làm xong rồi thu hoạch lên, tại hồi đó nó có cái chương trình này nè. Mình tù không phải là không phải là nhà nước nuôi đâu. Một năm có mấy tháng anh phải tự túc lương thực. Mà tự túc là ở đâu là anh phải làm. Anh phải đi có những cái như cái hồi qua một cái trại ở Biên Hòa thì phải. Đi đào chỗ để mà tăng gia đó. Mà lúc đó là anh biết là người ta nói
ta chỉ cái khu này nè. Khu này là khu rau xanh nè. Mà tôi báo cho biết là cái này là cái bãi mìn đó. Hồi trước mấy anh gài giờ mấy anh gỡ đi. Mình phải gỡ. Thì lúc đó gỡ bằng cách nào? Lấy mấy giò đâu mà có. Cho nên là dùng cái kiểm gai đó. Làm giống cái cây cái xăm xăm này. Khiếu bò với cái xăm. Xăm trúng cái thì mới lên. Chỉ có một phương pháp duy nhất là đi lấy kiểm gai. Làm cục nhọn này. Mới xăm này. Hãy trúng cái kịch rồi. Đã mời lên. Cũng có khi nó nổ. Cũng có khi gỡ được. Thì nó nổ thì ai ôm được thì cứ ôm. Ôm xong rồi đi ra luôn. Nghĩ đi làm luôn. Vậy thôi. Mà họ biết, cho mình biết trước mà. Đây là sẽ là khu rau xanh mà ở trước đây là bãi mìn. Các anh gài bây giờ các anh gỡ. Gỡ thì cứ việc mỗi người cây dây kẽm, một cái kẽm dài cỡ này, ở đầu nhọn, để xăm này này. Để xăm cái kịch xăm rồi, có cái cờ cắm ở đó. Chứ mà để anh nào mà khai công binh ấy mới tới gỡ cái đó. Nhưng tụi này chỉ xăm đụng cái kịch, cái cắm cái cờ đó thôi. Xong đó là những cái sự đào giếng. Đất đâu có không ai học nghề hết trơn mà cứ việc đào. Đào xuống có nước thì lấy không có nước đi đào chỗ khác. Thực ra là nó thế này. Cái lúc mà kể ra thì cái bệnh trong đó nhiều phụ thủng có này, cái bệnh kiết là rất là nặng. Mình không nghĩ có cái vẻ đâu. Nhưng mà rồi cũng là nhờ nhà không đi thăm, không có đồ ăn cho nên không bị lũng ruột. Chứ nếu mà tôi đi thăm là chắc cũng ăn rồi. Tại vì lúc đó làm sao mà thèm có được cái cục đường tán á. Đường cục đó là quá mức rồi. Xin cái một cái kỷ niệm tới giờ này á, tôi vẫn còn nhớ. Nó đói quá mà suốt thời gian kiết không có gì ăn rồi, nó kia mà nó bớt rồi nè. Có thằng bạn nó cho một miếng chao. Mà nói khi ăn cái miếng chao đó nó ngon, không có gì ngon bằng. Coi như chưa ăn cái gì ngon bằng miếng chao lúc đó, miếng chao. Lúc đó là thấy ngon, vô cùng ngon. Coi như là cho tới giờ này vẫn nhớ kỷ niệm là cái miếng chao khi mà hết bệnh rồi, kiết nó đỡ rồi, bắt đầu ăn được miếng thiền bạn cho miếng chao ra. Cái miếng chao là tuyệt vời, chưa bao giờ ngon bằng. Đấy, nên nó là như vậy. Còn những cái lao động đi khiêng đất này nọ thì cái lúc đó tôi nhốt, họ nhốt tôi chung với lại Hà Thúc Sinh ấy. Hà Thúc Sinh là, nó tên là Phạm Vĩnh Xuân. Thì cũng nhỏ con giống với tôi thôi. Thì hai anh em ngồi nằm gần nhau. Đi khiêng đất đó là thường hai nhỏ con đi. Cho nên trong cái tác phẩm mà Đại học Máu của Hà Thúc Sinh ấy, nó có kể chuyện tôi trong đó. Tôi được chứng kiến cùng mấy cái việc mà bắn chết ấy, trốn trại bắn chết thì nó thế này. Cái hồi trở cả năm thì nó là tên Dung. Thì họ nói là nó trốn trại họ bắn, nhưng mà theo anh em biết thì không phải. Cái ngày đó là có một vài binh đứng ở ngoài rào á, kêu Dung ra. Thì Dung nó ra rồi thấy thằng rào là bắn chết rồi, nó yên trốn ra trại. Rồi chính tôi cũng đi chôn mấy người. Còn cái mà xử bắn á, thì tôi không có đi. Hồi đó có chung với trụ,
bị nó xử bắn, thường phải đi thì nghe nói thế. Ở Long Giao, Long Khánh là chủ quyền, trên đó là có chữ xử bắn mà tôi không cần đi. Mà đó là nó bạn bè nói là nó ngang lắm, nên nó bây giờ ta muốn chết, ta không muốn sống nữa, thì nó cứ song song đi ra ngay cửa trại rồi nó bắt lại mình sống. Còn người bạn mà cùng trên trường thì là Quách Việt Thanh ấy, thì tôi nghe kể thôi, thì đó đã bị cũng bị xử bắn. Cái nhà tù cộng sản nó khác với những cái nhà tù kia, là họ có những cái cách họ trị khác nhau. Cái thứ nhất thì theo cái nhận xét của tôi thì có thể đúng mà có thể không đúng, thì nói thế này, theo tôi nhận xét đó thì họ cái thứ nhất là họ mà đói cái đã, họ mà đói xong rồi họ mới trị. Cái thứ hai á, họ có một cách làm trong cái những anh em tù với nhau đó, họ gây cái nghi ngờ với nhau. Ví dụ bây giờ ba người mình thân với nhau thì muốn mà thấy là ví dụ thấy tôi là có uy tín nhất, thì bằng cách đó, thấy ba người bạn ngồi đó kêu mình tôi ra, cái người quan giáo mà chính trị đó kêu ra tôi ngoài hỏi chuyện trên trời dưới đất, nói tầm bậy tầm bạ mà kêu tôi cái xa nói, cái xong rồi mình vô mấy người bạn kêu hỏi gì à? Anh em có nói gì hết là bắt đầu nghi, chắc là những gài để vô theo dõi mình, là tự nhiên tách ra người này nghi người nọ, gây cái đó rất là đấy, là rất là đập. Tức là sau là ba người tự nhiên là nhãn không có than thiện nhau nữa. Ở trong đó cũng có những sĩ quan hèn, tôi phải nói thẳng, có những sĩ quan hèn và cũng có những sĩ quan rất là can trường. Thì hèn là đi làm ăn tên, kêu là ăn tên đó. Thế là nghe ngóng thì báo cáo để kiếm điểm. Thì còn có những cái người không bao giờ khuất phục thì những can trường, nhưng mà hồi đó thì nói cũng sợ mắc lòng mấy ông cấp lớn, chứ tôi thấy là từ sĩ quan cấp úy can trường hơn cấp ta, cấp tướng thì cũng nhiều vị can trường, nhưng mà thường thường là mấy ông cấp tá rồi là thủ, còn cấp bí càng trường lắm. Và cái điều mà tôi nói thế này là lúc nào họ cũng nói là rất là khoan hồng độ lượng, nhưng mà bên họ nói một nẻo họ làm một nẻo, cho nên là Tổng thống Thiệu nói một câu, tôi tới giờ này tôi rất là chí lý, lúc nào ở trong trại đó mình gọi nhau thì bắt mình gọi nhau là cải tạo, nhưng mà khi mà bộ đội nói chuyện với nhau thì kêu bọn tù binh, kêu mình là tù binh, nhưng mà mình mà nói tù binh là mệt à, nó là như vậy. Và nói thẳng ra thì trong cái hàng ngũ mà quản giáo rồi lính mà giữ đó cũng có người, chính mấy anh nó nói từ tôi là mấy anh có trốn trại á thì làm sao đừng cho tụi thấy tụi bắn chết tụi báo cáo thì không có gì tụi cũng tội tình hết. Thành ngay cái lời nói đó thì mình nghĩ thế nào, cái sinh mạng mình có được quý trọng không? Chỉ câu nói là có một cán bộ nói đàng hoàng dẫn tụi này đi lao động, nói đàng hoàng mấy đi làm đi, mấy muốn đi trốn á thì trốn làm sao, là tụi không thấy á, thấy tụi bắn chết tụi không có tội hết á. Đấy là cái đó, là
100% chứ tôi không hơn không kém. Nhưng mà có nhiều người hỏi tôi là vậy thì anh có thù không? Tôi là Phật giáo, tôi lại nghĩ, ôi, mình nghĩ để an ủi mà. Nói chắc hồi xưa mình bắt cha chú cha cha cố bà con nó mình nhốt cho nên cho nó nhốt mình lại. Đại khái nó như vậy. Cái đó là một cái để mình an ủi nhau thôi. Chứ thực ra thì những người tù cải tạo là người không mãn án mà. Không biết lúc nào về đó. Mà khi về nó cũng không bao giờ cho mình biết trước. Cái điều mà phải nói thẳng là lúc còn trẻ thì chúng tôi có lý tưởng. Tại mình nghĩ là không hay cười cười nói nhau là chẳng lẽ ta đau mãi thế này. Thì với lại cái mình nghĩ tới gia đình, mẹ già vợ con, mình phải sống, mình có trách nhiệm với gia đình. Cái bây giờ mình là một cái người lúc đó chỗ này tự xấu hổ, mình đã làm không tròn cái trách nhiệm đối với tổ quốc thì mình phải có trách nhiệm với gia đình. Thành ra là nó như vậy, buồn trong lòng thôi. Không làm gì hết, anh ráng sống cho qua ngày. Thì đa phần là như vậy. Cái bản chất của người cộng sản thì tôi nhận thấy trên này, cái chỗ này mình nên theo tôi thì mình nên chia hai phần. Cái người cộng sản sau này khác và những người mà khi kháng chiến chống Pháp khác. Tôi xin hai cái phần, tức là những người mà tham gia kháng chiến chống Pháp đấy, thì những người đó tôi cho là những người đó có lòng yêu nước. Còn những người sau này khi mà chúng tôi là nạn nhân, chúng thấy á, thực ra mình nói cái theo cái nhận xét nữa đấy, những con người đó vẫn là con người Việt Nam thôi, nhưng mà bị nhồi, họ không thấy được, giống như con ngựa mà kéo xe đó, che hai mắt họ chỉ biết. Thì như mình thấy có những cán bộ mà đứng kêu là quản giáo hồi để dạy cho tụi này đó, ngồi trên mà nói một cái câu chuyện nó rất là ngây ngô, mình không thể nào mình tưởng tượng được. Không thể nào tưởng tượng được một người đứng trên đài giảng mà nói thế này. Nói cái này tôi nói 100%. Các anh biết cái bài đó là bài Quân đội ta anh hùng. Các anh biết không? Chiến sĩ lái ra hay lắm. Lái máy bay đậu trên mây thằng Trump. Là đầu trên mây là tàu giặc như là sẽ xuống sẽ tiêu diệt thôi. Nó vậy mà cũng nói được. Thành mình thấy cái trình độ những cái người đó đó. Thì mình chỉ biết cười thì chứ làm gì vậy. Thành ra bây giờ khi mà tôi ở đây bây giờ nói là ở bên Việt Nam là mấy chục ngàn tiếng di chuyển cũng bình thường thôi. Thành tôi thấy không có cái gì mà những cái nhận xét phải nói là tôi bây giờ tôi tuổi thiệt tôi là 82 tuổi rồi. Tôi sống qua nhiều cái giai đoạn lịch sử, tôi biết được. Thì bây giờ đây á, ai cũng muốn về hết, nhưng mà mình về như thế nào? Bây giờ những người đó tôi thấy theo cái cảm nghĩ của tôi đó, họ chắc là cũng không phải bị nước bị dân đâu, vì cái quyền lợi cái đó.
như vậy thôi. Còn còn những người mà kháng chiến trong Pháp là những người yêu nước. Anh nói là khi mà ra ngoài đó thì phải mất một thời gian. Cái người tù mà ra đó không phải là dân, không phải là dân. Anh không không có chứng minh dân dân ông, anh không là cái gì hết á. Khi anh chưa trả quyền công dân mà. Tức là anh tù mới tù mà dân không phải dân. Dân thì bây giờ lúc đó dân là bán một tháng được là 15 ký gạo, anh đâu có được. Anh đâu phải dân đâu. Anh làm sao anh kiếm đâu, anh kiếm chứ, anh đâu phải dân, tôi đâu có trách nhiệm anh đâu. Và anh cũng không có giấy gì chứng nhận, anh chỉ là, anh lúc đó là anh là người quân, người quyền. Cái lúc đó con của anh cũng là khó khăn, gia đình cũng khó khăn. Như là anh biết là, như là tôi, con tôi đó, tôi học rất là giỏi. Nhưng mà khi đi thi á, nó phải là, ví dụ như con ta một điểm đậu á, thì con tôi phải 10 điểm. Nhưng mà đây thì con tôi còn mấy cái giấy này, mà thuộc cái diện không đào tạo. Đó. Thành ra khi mà được cái HO là thì mừng ghê gớm mừng, chứ lúc đó thấy là con là xong rồi. Tại vì ghi rõ ràng thì diện không đào tạo, con chỉ quan niệm là diện không đào tạo. Sau những ngày mà ra tù đó thì 80 hay 81 thì muôn vàn khó khăn từ chỗ ở tới kiếm miếng ăn, muôn vàn khó khăn. Thì lúc mà tôi ra khỏi tù thì tôi biết là con người tôi không phải là người vạm vỡ. Nếu mà về quê thì không đi cày ruộng được, không cày sâu cuốc bẫm để kiếm miếng ăn cho gia đình được. Thì mình biết người mà chỉ có cậy trong cậy vào cái đầu và cái tay. Cho nên là cái lúc mà thả ra đó, thả tôi về Tuy Hòa Phú Yên, nhưng mà tôi không về. Tôi về tới Sài Gòn là tôi ở lại Sài Gòn. Thì lúc đó bây giờ mới đem cái nghề mọn ra mà sống. Thế là đi làm đủ chuyện để làm sao có được bữa ăn cả dành một cho nuôi bản thân, chưa nghĩ tới gia đình đâu, nuôi bản thân cho đủ cái đó. Thì có một câu chuyện đó thế này, tôi ở nhà với người quen á, thì đầu tiên người ta nói ta cũng giúp, nhưng mà đi làm kiếm được 5 đồng đưa 5 đồng, kiếm được 10 đồng đưa 10 đồng. Chưa kể là công an khu vực cái mà bữa nào mà hắn rảnh hắn ngàn đây, ơi bữa nay tôi rảnh là phải đi kiếm tiền, hắn đi nhậu, chứ không có yên. Thành lúc đó thì tôi mới dùng cái nghề, bây giờ nghề vẽ mới thực dụng, lấy ra mà đi làm đủ trò hết, đi học in lụa. Nó lúc đó ở Sài Gòn họ giống nghề dữ lắm, không có dạy. Nhưng mà mình cứ đem cái đầu mình ra, mình mắt trước mắt sau, dòm trước dòm sau, là học lớp. Rồi bắt đầu mới đi in lụa, in áo thun, rồi in bao ni lông rồi làm tốt hết, cái gì cũng in cũng làm được. Rồi đi vẽ mẫu cho chỗ làm sân mài, rồi vẽ nhãn trà, nhãn nước mắm, rồi đổ phồng rang, xì dầu, nước tương, như là làm hết. Thế ai đặt cái gì làm cái đó để mà có tiền sống cái đã. Thì ban đầu thì mình phải đi từ cái
từ cái nhãn đậu Hồng Rang. Chứ cái lúc đó ở Sài Gòn ai có biết cái ông sinh là cái ông nào. Ví dụ người ta đặt vẽ, ta phải biết cái ông Sài Gòn vẽ chứ. Ông đó ông nổi danh rồi, ông vẽ chứ cái ông sinh không biết ông gì có nên dán không. Thì mình phải từ cái nhãn đậu Hồng Rang cái đã. Đây đậu Hồng Rang tôi vẽ nè ha. Rồi anh mới thấy à đẹp. Thế là tới làm được cái nhãn xì dầu, rồi tới nhãn nước tương, rồi nhãn nước mắm, rồi tới cái nhãn gói trà, rồi từ cái vẽ cho những cái mẫu ở trong nước rồi làm. Tới chừng mình được có tiếng rồi đó, thì mình mới vẽ được hàng xuất khẩu, thì mới có khá tiền chút. Thì nó là như vậy. Rồi mới bắt đầu từ cái nhỏ. Cho nên là lúc đó mình mới thấm thía là cái câu mà kiến tha lâu đời tổ là mình phải tha từ từ. Mình phải vậy mà sống mới được. Chứ không cách gì. Không ai biết mình là ai. Rồi sau đó thì cũng nhờ là mình cũng hên. Mình làm gì cũng được. Tới lúc mà nó mọi người biết rồi thì mình mới dễ sống chút. Cái lúc đó đấy, tôi ở cái gió ở cái sớm lao động rồi thì con người ta gần học, thì tôi cứ nói sớm đó, bà con đứa nào cần học gì cứ tới đây chỉ cho. Cứ thường thường cái buổi khi nó thấy tôi về là bắt đầu xách ghế, một đứa xách cái ghế tới ngồi sân cái nhà tôi ở đó, là tôi dạy cho. Muốn học toán học cái gì tôi dạy cái đó, dạy cho miễn phí, không lấy đồng bạc nào hết. Rồi cha mẹ nói cái này thì ông phải lấy tiền chứ ha, không tôi không có lấy. Nhưng mà thiệt ra đây mình để mình lấy lòng hàng xóm. Rồi cuối cùng mới nói với hàng xóm đi, vậy thì bà con thương tôi thì làm sao đề nghị cho trả quyền công dân tôi ở đây mới giúp với bà con được chứ. Thì bữa họp tổ dân phố dân ta đề nghị. Thì trong lúc đó thì mình cũng ấy với thằng công an khu phố rồi, thì bắt đầu họ mới dùng cái biên bản họp đó, họ mới gửi lên quận. Mà nó có một cái thế này này, cái trả quyền công dân á là Ủy ban Nhân dân quận trả quyền công dân chứ không phải là công an quận. Thành hai cái thành lý do đó thì khi thì một thời gian sau thì ở đó trên dân mới họp tổ dân phố mới đề nghị, thì mới căn cái đó quận 3 mới trả quyền công dân cho tôi. Nhưng mà trả quyền công dân tôi cũng biết mình cũng biết thân mà. Thì, anh khu vực kia kêu chú à, trả quyền công dân chú lại lấy đi, không được tôi đừng lấy. Bây giờ bữa nào họp thì mình cũng quen, mình cũng lớn tuổi hơn đó, thì bây giờ nào là em họp tổ dân phố đó thì em đọc để anh đây này cảm ơn mọi người, chứ bây giờ đưa đây rồi đâu có ấy. Thì họp tổ dân phố đàng hoàng trả quyền công dân rồi mình lên mình mới cảm ơn mọi người. Cái khúc này mới là quan trọng. Khi mình nghĩ mình có trả quyền công dân là ngon rồi ha. Cái mới mang rồi đi vô công an xin hộ khẩu. Nó hoàn anh từ sáng, từ quần tôi từ sáng tới chiều. Ba người gặp đủ rồi tôi hết. Tại đây, cha mẹ không có đây, vợ con không đó đây. Trả về tôi là tại sao ở đây là không chấp hành lệnh, thấy không? Suốt thời gian ở đây anh làm cái gì? Có phải anh ở đây để anh hoạt động chống các anh mà không? Thì gia đình không có đây, cha mẹ không đây, vợ con không đây, mà ở đây làm gì? Nói không, tôi đâu có hiểu, lúc đó là mình phải là ngu thôi. Tại tôi đâu biết đâu, tôi cứ ở đây. Tôi xin ở lại được khu phố cho tôi ở, tôi đâu biết à. Chứ bây giờ mà nếu mà mấy ông cho tôi ở thì tôi về thôi.
Chứ thì đây rõ ràng là tôi có khai báo liên tục mà, nhưng tôi có được trả quyền công dân nữa. Ông nói trả quyền công dân là giá, mà mình cũng biết, cho nên là đi là mình làm của tôi cũng bi rồi bản chính cất nhà, chứ không lấy cái mình làm sao. Thế là cuối cùng là tới đầu thay phiên nhau là đú trò hết, mà mình cứ ngậm miệng ăn thua thôi. Rồi cái cuối cùng làm cái biên bản tôi còn nhớ rõ lắm, là ghép từ là trong thời gian ra trại này không về địa phương, ở lại bất hợp pháp tại Sài Gòn nha. Rồi ở dưới là cái câu chốt là cái câu này này, đương sự thừa nhận điều trên là đúng, rồi ký tên nha. Thì tôi đọc tới đó thì nói bây giờ những điều mấy các bạn nói chúng nói, nhưng mà tôi ký, nhưng mà cho tôi biết đâu anh biết gì. Thế tôi biết là trong thời gian lưu trú tại Sài Gòn tôi có khai báo tạm trú và đã được Ủy ban Nhân dân quận 3 trả quyền công dân ngày đó. Mà khi mình biết vậy thì trên kia nói là trên kia nói mình bất hợp pháp mà không có khai, mà dưới mình nói cái anh không chịu thật. Nói tại sao anh nói không, bây giờ tôi nói thật mấy anh biết tôi về thôi, không có gì hết. Nhưng mà nếu mà tôi cầm đi về là ngoài kia là nhốt tôi nữa sao? Mà rõ ràng trong này là tôi có khai báo tạm trú mà, thì đây là điều đúng là như vậy. Khi ngồi nghĩ sao cái này, thôi đi về rồi, mai trở lại. Thế là về từ quận 3, tối đó là anh chạy tuốt lên Phú Nhuận ở liền, không có ở đó. Thấy mấy ngày hôm sau anh tới đó, không thấy tôi lên á. Tới nhà tôi ở trọ hỏi, thì em nói, anh đi về ngoài rồi. Em vừa nói mấy ông cho ở ông điều. Thế là phải chạy lên chỗ khác ở. Phải tá túc một cái nhà người quen mà cũng làm lớn bên đó đó. Mới sống nổi chứ. Ở đó một thời gian. Cho nên nó gian nan, mà nếu mình không có cái, nếu mà cái mình mà cứ cho tiền rồi mình lãnh cái giấy mà không ra dân chúng là mình thua. Rồi sau cái thời gian đó tôi mới đi làm nhà in. Nhà in thì cái lúc đó nó có cái kêu là nếu mà thợ mà bậc ba thì được ở lại thành phố. Thì mình nói thiệt ra thì cái trình độ tụi nó là không đáng học trò mình. Thì mình cũng đi thi tay nghề. Cái thi tay nghề thì xếp tụi bậc 7 trên 7. Thành ra lấy căn cứ đó rồi nhờ đó mới xin được hộ khẩu. Mới ở lại Sài Gòn. Nhưng mà khi mà xin được hộ khẩu một tuần lễ là nhảy ra ngoài, không làm nữa. Mình ra ngoài mình làm riêng. Khả năng vậy. Thì cũng như là tôi kể đó, tôi vẽ từ cái nhãn xìu nước tương tới đi vẽ mẫu cho cả hãng sân mài. Thì lúc bây giờ là thấy cái tranh sân mài mê lắm, nó lên mà chìa đẹp lắm, mà mình không biết làm sao. Thì mình đã mới vẽ mẫu, thường thường ở các cái chỗ làm sân mài, họ thuê mình vẽ cái mẫu. Rồi về họ can ra rồi cho thợ làm, rồi cắn ốc hoặc là vẽ phủ mài. Thì mình mới bắt lăn la thì mấy chỗ đó mình vẽ mẫu. Vẽ mẫu làm quen với người thợ thì dòng trước dòng sau thì em bắt đầu mới học lớn được cái làm sân mài. Thì lúc bây giờ mình mới thấy cái tranh sân mài của Việt Nam mình có giá trị vô cùng. Thì Kỳ Sơn ấy, thì theo tôi biết là ở Đại Hàn cũng có làm sân mài. Nhật cũng làm sân mài, Thái Lan cũng làm sân mài, chứ không phải Việt Nam không đâu. Tàu cũng làm sân mài. Nhưng mà cái chất liệu của cây sơn Phú Thọ đó, tốt nhất. Nó chịu được mọi thời tiết. Và nếu mà làm cho đúng, nó tốt vô cùng. Thì ở đây tôi cũng còn một vài tấm để chút rồi
để cho coi. Thì mới bắt đầu mình vẽ mẫu, rồi khi đó mà muốn làm sơn mài đâu phải là chuyện dễ. Nhưng mà mình lại lấy cái đầu mình ra mình làm. Đi vẽ mẫu rồi coi cái cách, cái sơn mình vẽ sơn mài á là mình phải tự chế. Chứ không phải mình giống như mình vẽ cái không giống như mình vẽ tranh sơn dầu có màu sẵn đó. Chứ từ mình phải mua màu bột, từ màu bột đó mình lấy cái dầu của sơn dầu mình mới đánh, mình chế thành cái sơn mình vẽ. Và nó cái tranh sơn mài á nó oxy hóa mạnh lắm, cho nên thường là cái màu nó không được tươi. Do khi mà anh lấy cái dầu sơn mà đánh cho nó tốt á, anh làm cho kỹ thì anh mới giữ được cái màu. Còn không thì màu nó bị nó xỉn liền. Nó khó là vậy. Thì một thời gian sau bắt đầu mình đi vẽ rồi mình còn ngồi vô thấy mấy ông họa sĩ ngồi vẽ, mấy người thợ vẽ chứ không phải họa sĩ, mình họa sĩ thành mình tới thì ta vẽ cái rồi mình chỉ ta vẽ coi. Thế là mình cũng bắt đầu mình ngồi vô họ làm ấy, mấy ông thợ vẽ đang cái mình cũng ngồi lấy sơn đi vẽ. Thì vẽ chứ sơn mài là chấm không nha, chứ không phải vẽ như mình mà không phải vẽ như đây, nhưng mà chấm này thì lấy màu vô chấm thử, thì mình ngồi vô chấm thử. Mình chấm dùm cho nó ăn tiền, thích lắm mà. Thì nó thôi đưa tao vẽ, tao vẽ thử nha. Thì mày đưa nước ở đây, tao vẽ cho. Thế mình vẽ nó là thích. Rồi mình hỏi nó pha màu làm sao, rồi cái cách đánh vào làm sao, bắt đầu mình học lớp, mình vô nhà mình làm. Thì khi mình làm á, là anh biết là hồi đó muốn làm sơn mài là phải có nhiều tiền, chứ trong này mình không có tiền. Thế làm sao làm? Thế đầu tiên á là mới đi mua ba tấm vóc. Đầu tiên là anh phải đi mua cái tấm vóc này, tấm vóc ta làm sẵn. Cái tấm này á, coi vậy cho nó rất là công phu. Mà cái tấm vóc này là tốt mấy chục năm mà không công này. Thế là đầu tiên là cái ván này là ván ép, chứ không phải là ván. Giờ dùng vải ta với dầu bọc lại, bọc nhiều lớp, là 12 lớp rồi này. Cứ lớp vải cho sơn lên, bọc lại. Bọc lại nó khô rồi mài rồi bọc. Nó làm kỹ thì nó chịu được một mọi thời tiết, không công. Nè, như cái tấm này nè, mấy chục năm không bị công. Cái này tính đem qua bên này làm, qua này đâu có làm được. Nên thành nó là như này đó. Thì bắt đầu mới mua vóc ta làm sẵn, mình mua về mình vẽ mình làm xong mình bán đi, mình bán được 2 tấm mình ăn tấm thôi, còn tấm mình lại lấy cái tiền đó mình mua 4 tấm mình mua 8 tấm. Rồi sau đó mình đủ tiền mình mua được một cái hũ sơn ấy, thì mình bắt đầu mình lại làm từ đầu. Mà cái sơn á nó không khô vì nắng, nó khô bằng hơi nước, cho nên anh bọc xong anh làm cái phòng ủ đổ nước dưới thì nó mới khô, cho nên nắng nó không khô, nắng nó hư. Nên nó đặc biệt cái sơn Phú Thọ mình tốt vô cùng, không có đâu mà. Cho nên là những cái sơn mài của các cái nước thì họ thường mua cái của mình về họ pha và họ làm, chứ không mấy cái bị nứt. Cho nên là bằng chứng đây này, cho thầy thấy không? Cái này là mấy chục năm, từ qua đây cũng mấy chục năm mà không có làm được, nó vẫn còn nguyên, không có suy chuyển hết. Cái chương trình HO là coi năm nào quên thì có một bà mở bên này, bà gửi về, bà cho mình biết. Nhưng lúc đó bên Việt Nam chưa cho biết đâu. Bà mới cái thơ về. Thì lúc bây giờ mới bằng cách làm sao mình gửi cái hồ sơ qua. Thì cái đó cũng là một cái rất là gây go.
thì tôi mới, nếu mình có bưu điện thì không được rồi, để thắng bưu điện là không được, cho nên phải bỏ cho tiền cái người mà đem cái bao thơ ra trước khi bỏ lên máy bay, họ bỏ thơ mình vô. À, thì cái thơ đó mình làm hồ sơ, mình nào là tất cả những cái gì mình làm sẵn cho mình bỏ lên bài thơ, mình phải bỏ tiền cho người gửi qua Bangkok. Thì lúc đó thì tôi đã gửi được cái hồ sơ kêu là gửi chui ấy. Nhưng mà gửi chui mà khi chính phủ Việt Nam chưa cho thì đâu có được. Thì tới ngày mà được đi, chính phủ Việt Nam cho phép mình đi thì nạp đơn cũng là cả một vấn đề. Đi cho thi bước tôi nạp đơn sớm lắm, nhưng mà từ H19 tôi mới đi được. Thì mình lúc đó thì mình vẫn còn chưa có thông. Mình nghĩ là mình nạp đơn vậy là nó đi thôi, nó đâu có đi ở đó luôn. Phải chạy tiền thì vô thật tìm thì mới đưa lên mỗi chỗ thì một hai chỉ. À, cho nên tới H19 mới đi chứ thiệt ra thì tôi nạp đơn rất là sớm, nhưng mà tới H19 mới đi. Khi mà nhận được cái giấy mà cho mình đi á, lúc đó thì cảm xúc không thể tả được. Đúng là một cái người đang sắp cái núi trên biển mà vớ được cái phao. Như con tôi là coi như là cái diện không đào tạo mà ở trong nước làm sao nó cắt đầu nổi. Khi nó qua đây thì mình thấy tương lai nó sáng lạng rồi. Cho nên là cho thì khi mà tôi vượt qua đây đó, thằng con lớn thì nó là 21 tuổi à, thằng giữa cũng 20, con út cũng 18. Thằng lớn đã xong, mặc dù viện không đào tạo, nhưng mà con vì nó học rất là giỏi, nên nó vẫn là học được đại học bên Việt Nam. Nhưng nay qua đây thì bạn bè mới nói, sao vì con mình lớn rồi thì nó phải vừa học vừa làm để giúp mày chứ, tôi nói không. Cho nên tôi nói con tôi được kêu ba trở lại, tôi nói, bây giờ ba nói với các con thế này này. Cái đất nước này là một cái cơ hội. Thì con thấy không? Trước 75 á, ba cái gì cũng có. Không hơn ai. Nhưng địa vị cũng có. Nhà cửa cũng có. Xe pháo cũng có. Rồi sau 75 con thấy ba không có cái gì hết. Nhà cửa anh ta cũng lấy, không còn cái gì hết. Nhưng một cái còn là cái đầu. Thì ba qua đây đó, ba sẵn sàng ba nằm xuống, thì các con đứng lên. Mà rất là vui là con tôi đã nghe lời. Ba đứa đi học suốt. Trong thì con nghĩ lúc đó tụi nó qua đây mà tôi đã chuẩn bị cho nó tiếng Anh từ bên Việt Nam rồi, cho nên qua đây nó theo kịp. Lấy 17 unit, chứ không phải ít. Cái những người mà qua trước đây bà con thấy hay là học cái nói không lấy nhiều rồi. Hay như cô Huê hồi đó là Kessler cho nó đó, hỏi nó. Mà tôi nói thành ra là cái điều tôi cũng là rất là vui là mấy đứa con nó mới nghe lời. Cho nên là sau đầu tiên là qua, thường thường là qua thì phải một năm sau thì mới đi học được. Thì tôi cho đi học ngay. Thằng lớn bây giờ ba đứa, một đứa ba đi học liền. Mà lúc đó học liền là đóng tiền giống như là du sinh thôi. Thì tôi đồng ý cho đóng tiền. Nhưng mà thực ra là nó được học bổng đâu, coi như mình đâu tốn tiền đâu. Thằng lớn thì nó qua đây mấy năm nó ra trường liền. Mà ra trường thì nói là nó ra trường ngày 18, mà ngày 23 là kêu nó đi làm rồi. Họ vô tuyển nó ngay khi nó còn sinh viên.
hai một một đứa thì học về computer, thằng lớn rồi bây giờ này tên là Đặng Hồ Ngọc Huy, thì nó làm bây giờ nó cũng làm hãng, nhưng mà con đều có cái đặc biệt nó làm gì về nhà ít nói lắm, nào có nói thành rồi. Nhưng mà từ lúc tới bây giờ con tôi chưa chưa hay bị lay off. Cái điều đó là mình cũng thấy là nó cũng khá, cho nên người ta không có đuổi nó. Từ hồi đó tới bây giờ con tôi chưa nào bị lay off hết. Thì cái thằng thứ hai là thằng Đặng Hồ Ngọc Hoàng ấy, thì hiện giờ nó làm, hồi xưa mình kêu là công chức quốc phòng, làm trên Navy, không làm kỹ sư. Hiện tại nó đang đi công tác, hiện tại nó đi cùng hết rồi. Để ngày thứ ba là con Úc thì là nó sinh 75, thì nó học về hóa, nó học ở UC Đặng Hồ Ngọc Hoa, thì làm trên UCLA, thì nó cũng làm cho cái phòng lab ở trên đâu cũng hơn 10 năm rồi. Khó khăn của lúc đầu là thế này, cái thứ nhất á là đi làm học tiếng Anh thì nói không có rành. Đầu tiên mới vô mới tăng đầu là mày nói mày nghe tao nói tao nghe. Rồi hay lần lần thì mới nghe được chút chút. Như cái hồi mà tôi đi học á, là tuy là hai sinh ngữ, hồi đó học cuốn tiếng Anh thì tụi này học cuốn Lăng Lê Vi Văn, thì nó chít chém chân kem luôn các cái hình nước Anh á, what is it, boy đó, đại khái đó. Nhưng mà học thì học vậy để làm bài thôi, chứ qua đây gặp Mỹ nói cái ù lỗ tai đâu nghe được. Thành cái khó khăn là như vậy, cho nên là đi làm đầu tiên á đi các chỉ, rồi mới bắt đầu mới đi may mọc kim, rồi đi ủi, đây là bước đầu đi cắt một cái áo là mấy sen đó. Rồi sau này thấy đi cắt ở tiệm Việt Nam kiếm tiền khó quá, nên bắt đầu mới đi xin vô hang may, đi may hồi đó trả 4 đồng 25. Thì vô hãng may được thời gian, rồi đi làm cái hãng mực in, làm hãng Reno, rồi đi cuối cùng để làm thợ tiện, rồi đi may giày. Thế là có nhiều khi cha con không gặp mặt, khi mình về thì con nó ngủ rồi, khi mình đi nó chưa dậy, tại vì làm hết cả một đi vô cả hai làm cho khác liền. Mấy người nói để con bữa nào học, con thì đi học hết đi, không chỗ nào làm hết, đi học hết. Thành ra là nó khó khăn là như vậy. Thưa quý vị, thế này, tôi thì cũng như thì ban đầu tôi nói tôi là cái nghiệp nhà giáo là cái nghiệp, chứ không phải cái nghề thì lấy tiền để sống, bên đây là cái nghiệp rồi, không có tiền cũng phải làm. Thật ra thì cái lúc hồi khi mà tôi bắt đầu còn ở Việt Nam á, thì tôi có người bạn làm ở Liên Quốc, thì có đứa con nó vừa đậu kỹ sư xong muốn cho về Việt Nam, thì anh ấy thế mày ra mày đón con tao, rồi nó về trước nửa tháng sau tao về. Thì là đón ra phi trường thì đón đúng là một thằng tay con, nó không biết tiếng Việt nào hết trơn. Hồi đó vui là hồi đó cũng không có xe mà ráng đi mượn được cái xe Honda đừng ra chở nó về. Thì ra ông cứ nghĩ là phải có xe hơi chở không sao đó, ông đứng dòm biết à. Khi phải chỉ ra sau cái yên xe Honda, biểu nó nói là Ashishibu, thấy không? Ishi, biểu nó ngồi sau đây nè. Thành nó ngồi, nó cười. Tới chừng đi về Việt Nam, về nhà rồi, là không biết mà tiếng Việt là hết. Thì hỏi nó,
Chứ vậy thì mày có biết mày ở Việt Nam nó biết chứ. Nó biết tại sao không nói tiếng Việt. Nếu mà vậy hết. Hay vậy có muốn học không? Rất là muốn. Hay vậy thì con người Việt Nam ở bên đó sao? Nó có giống vậy không? Thiệt ra thì tụi con là biết người Việt Nam rất muốn học tiếng Việt mà không ai dạy. Thì tôi mới hứa là được rồi. Nếu mà chú qua được nước ngoài á, thì việc đầu tiên chú sẽ lo dạy tiếng Việt cho con em người Việt. Đây là cái động lực đầu tiên. Cho nên là khi mà qua tới Hoa Kỳ từ năm 93, thì sau 2 năm ổn định được, thì là làm việc rất, cái lúc đó coi như là làm một tuần lễ không nghỉ ngày nào đó, thì cũng phải thực hiện cái lời hứa. Cho nên là năm 95 á, thì mình, tôi mới mời một số bạn bè giáo chức cũ mở lên cái trường Việt ngữ Văn Lang ở Westminster này. Thì trường đó không thuộc nhà thờ mà cũng không thuộc thầy, không thuộc chùa, không thuộc ai hết đấy. Cho nên là thầy cô giáo là Công giáo có, Phật giáo có, Tin lành có, đủ. Còn thành ra lúc đó là cái trường Văn Lang phải nói là trên chỗ mình giải khuyến học mới dạy thi là trường nào cũng sợ Văn Lang hết đó. Đi thi là lấy cúp chứ không nói lăng hết trơn. Thì các thầy cô cũng rất là tận tâm. Và tôi thì nghe có khi là thứ bảy chủ nhật học đó xong rồi dắt về nhà dạy cho nó thêm, nó đi thi. Thành nó thi trên đó hồi dạy khuyến học nó Văn Lang lấy hết giải à. Hồi đó Trung tâm Văn hóa Việt Nam thì không ăn thua đâu. Đó. Thì bắt đầu thì khi mà mở lớp dạy đó mới thấy có vấn đề sách giáo khoa không có sách, thì tôi mới tự soạn lấy chắc ở đây thì lấy cái lúc đó là bắt đầu tôi soạn sách á, soạn sách tôi lấy là đây này Trung tâm Việt ngữ Văn Lang, sách tôi lấy tên là Tiếng Việt Mến Yêu. Thì trước đây tôi soạn sách này để cho học trò của Văn Lang học mà thôi. Chứ lúc đó tôi chưa có nghĩ là sẽ soạn cho mọi người như bây giờ. Cho đến năm cái lúc đó thì mỗi lần mà bên ban đại diện mời họp ấy, thì tôi để cho anh thầy bằng Võ Văn Bằng đi, tôi không có đi. Thì cái năm 99 á, thì bữa đó tôi đi xuống học bầu là bầu dính vô ban đại diện, là bắt đầu từ đó là tôi mới dính vô cái ban đại diện trung tâm Việt ngữ mà từ năm 9 tôi làm việc cho tới bây giờ. Khi mà họp thì tôi thấy cái vấn đề, tôi đưa ra vấn đề là bây giờ muốn cho các em học tiếng Việt là phải có sách, chứ tôi nhận thấy là sách ở trong nước là vậy tào lao lắm. Tôi dùng chữ tào lao, cho nên bây giờ là phải có sách rồi. Thì cái sự mà thành hình cái bộ sách giáo khoa nó cũng rất là nhiều khe. Trước đây thì cũng có một số các cái thầy cô trước đã soạn một hai cuốn, nhưng mà khi cái vị đó không còn làm nữa thì cái sách này của vị đó nó không có thể liên tục được. Thì tôi mới đề nghị là mình phải có bộ sách thôi. Ban đầu thì mấy quý vị không tin tưởng tôi làm được, nhưng mà cái lúc đầu tiên phải nói thẳng mà nói đó, tôi nghĩ cần phải đọc sách, nhưng mà tôi không nghĩ tôi viết được cuốn sách. Nhưng mà tôi đem hết cái coi như là hết can đảm ra mà tôi làm. Thì tôi mới bắt đầu, tôi cũng là do những cái cuốn sách của Văn Lang đó, tôi nghĩ là sách Văn Lang tôi làm được sẽ sách chung làm được. Và ban đầu là tôi làm trưởng ban soạn sách mà không thuộc ai cho đứng nửa lưng thế, suốt thời gian cũng làm được. Thì cuối cùng là tôi với thầy Lê Ba Giảng
Vì thời mấy anh em mình, thầy mới giảng cùng dạy Văn Lang với tôi. Lúc đó ông làm thư ký cho ban đại diện, thì thôi với anh em mình làm, âm thầm làm. Làm cái quyển mẫu giáo một, thì bắt tiền túi ra, đi in 100 cuốn, in cái kiểu copy 100 cuốn, rồi nhân cái ngày mà đại hội thầy có ngày Tết á, mới phát cho các trung tâm trưởng, nó về coi thử được không, có gì thì hồi đáp trở lại. Thì từ đó nó mới hình thành cái bộ sách mà từ đó tới bây giờ nó bắt đầu có mỗi năm sửa một chút mà tôi nhận, tôi làm trưởng khối tu thư từ đó. Bắt đầu thì mình nói cái khối tu thư cho nó cứ ghê gớm cho thiệt ra thì không có gì làm thôi. Nhưng mà nói vậy không có nghĩa là chỉ mình chúng tôi mà nó thành một bộ sách. Cũng có người này góp ý vô, người khác góp ý vô. Nhưng mà thì săn tay áo vô làm á, thì ít. Nhưng mà cái chuyện làm mà không có người giúp ý thì nó cũng chưa chắc nó hay. Mình sẽ gì sách bây giờ, có bây giờ thì tôi không có đề tên. Không có đề tên, thì chỉ để là ban đại diện trung tâm Việt ngữ. Thì có những người bạn thì nói, ui, anh không đề tên, anh sợ trách nhiệm, anh đề tên. À, tôi trách nhiệm là ai, tôi trách nhiệm với chúng tôi là người copyright. Copyright là tên tôi. Cái giấy copyright tôi không giữ kìa. Nhưng mà tại sao? Tại vì phải để cái tên chung, cái sách nó mới sống lâu. Do đó mà cái cuốn sách đó nó tới ngày hôm nay nó sống được trên 20 năm rồi. Hôm nay là đến năm thứ 22. Tức là cái ban đầu đó, khi mà chúng tôi in đầu tiên, cái vấn đề khó khăn là biên soạn rồi, chứ làm sao nó đi cho nó ra sách, cái đó cũng khó khăn vô cùng. Thì cái khó khăn là tiền đâu? Thì mình phải mượn tiền một người mấy ngàn đó. Thì nó có mượn của cô Sử 2 ngàn, mượn cô Liên Hương mấy ngàn mới định in ra lần đầu. Thì bắt đầu bán cái sách ra đó, mới lấy cái tiền mà có lời chút chút lấy đó lại in tiếp. Thế vậy thôi. Cho nên ban đại diện các trung tâm Việt ngữ, từ khi mà trước này tôi không biết, từ khi mà tôi bắt đầu tôi làm từ năm 99 tới bây giờ đó, chưa bao giờ tổ chức gây quỹ. Và cũng không được sự bảo trợ của một ai hết. Chúng tôi có những cái bảo trợ nhỏ nhỏ thì có. Nhưng ví dụ bảo trợ cho Tết Trung Thu hay là bảo trợ cho này nọ thì 1-2 ngàn thì có. Chứ còn nói thật ra là bảo trợ để mà có một cái rồi rất lớn không có. Thành ra ban đại diện cái bộ sách. Khi mà chúng tôi có sách rồi đó thì là bây giờ làm sao đây? Mình phải nghĩ cách mình giúp cái trung tâm. Cho nên chúng tôi mới nói là bây giờ cái sách, tiền sách đó mình chia làm đôi. Cho nên các trung tâm lấy sách được bớt đi 50%. Tức là cũng sách 10 đồng. Thì ban đại diện chỉ lấy 5 đồng, còn 5 đồng đó để cho trung tâm lấy để mà điều hành trung tâm. Do đó là có cái 50% nào như vậy. Mỗi năm là đều sửa dần. Từ cái mà tôi là họa sĩ mà sách xấu không chơi, nên phải làm cho đẹp mới chịu. Cho nên là con nhà nghèo mà chơi sang, sách phải in hình màu cho nó đẹp thì mới chịu. Đã nôm na là như vậy. Cái việc xuất bằng tranh là nó như thế này. Khi mà trong cái soạn sách giáo khoa đó thì chúng tôi luôn luôn khi lên tới coi như từ lớp 3, lớp 4 trở lên thì chúng tôi luôn luôn có phần sử, Việt sử và địa lý Việt Nam. Thì trong cái thời gian đó thì chúng tôi được
người con gái của nhà nhà giáo Bùi Văn Bảo là bà Bùi Mỹ Dương với lại ông Bùi Bảo Sơn thì cho phép chúng tôi được hiểu đến lại cái bộ Việt Sử Bằng Tranh của nhà giáo Bùi Văn Bảo. Thì cái bộ sử Việt đó bằng tranh ban đầu á là chỉ in đen trắng và cái khổ nhỏ thôi. Thì cái bộ đó nó gồm 30 quyển. Nhưng mà khi mà tôi là được phân công cho làm cái nhiệm vụ hiểu đến cái bộ sử đó. Thì việc đầu tiên tôi phải làm cho đẹp cái đã. Cho nên tất cả cái hình vẽ đen trắng bây giờ tôi màu hết rồi, tôi không có màu, tôi không chịu à. Tôi in màu, tôi ngồi tôi tô màu trên 1200 cái tấm hình cho cái bộ sử, trên 1200 tấm. Có những cái nào xấu thì tôi bỏ đi, tôi quay lại. Có những cái được thì tôi tô màu. Thì nó là như vậy. Thật ra tới giờ cái bộ sách của Việt sử của nhà giáo Bùi Văn Bảo nó là hồi ông làm là 30 quyển. Nó ở khổ nhỏ chúng tôi sẽ làm lại 15 quyển mà thôi. Và hiện thời á là cái phần mà hiểu đến về tranh thì là chúng tôi làm hết rồi, làm được 15 tập. Nhưng mới chỉ có tiền in 5 tập mà thôi. Thì tôi tính là năm nay tôi sẽ in tiếp cả tập 6, tập 7. Thì tôi nói cũng như quý vị biết là chúng tôi đã hiểu đến hoàn tất 15 quyển rồi. Nhưng bây giờ nó chưa ra mắt là tại vì nó thiếu tiền in. Cho nên mới in được 5 tập mà thôi. Thì nếu không có gì trở ngại năm nay thì tôi mới có một vị sư hứa cho tôi 5.000 để tôi in cái tập 6. Thì tháng năm nay tôi sẽ in tiếp cái tập 6. Và cái dự tính của tụi này là không phải là làm Việt sử Bằng Tranh chỉ là 15 quyển mà thôi, mà sẽ làm 20 quyển. Tức là trong cái bộ của giáo sư Bùi, của nhà giáo Bùi Văn Bảo thì làm tới thời Quang Trung mà thôi. Thì ông tôi biên soạn tiếp từ Gia Lâm cho tới 75. Thì tôi dự trù là trong cái thời gian đó mình sẽ chia làm 5 quyển để hoàn tất cái bộ sử Việt sử Bằng Tranh đúng như ước nguyện của tôi là nó sẽ có 20 quyển và nó sẽ bao gồm từ Hùng Vương cho tới 75. Đấy là cái ước muốn của tôi. Hiện thời, phần hiệu đính đã xong. Từ thời Hùng Vương cho tới Hoàng Trung. Và đang biên soạn từ Gia Long cho tới bây giờ. À, cái đó nó có hai cái việc mà chúng tôi sử dụng, chúng tôi chọn như vậy. Cái thứ nhất là nhà giáo Bùi Văn Bảo soạn rất là ngắn, gọn. Mà cái bộ sử bằng tranh của mình đây là không phải là bộ sử chi tiết. Mình làm sao cho ngắn gọn cho mọi lứa tuổi đều coi được. Trong cái bộ Việt sử bằng tranh của Bùi Văn Bảo là gồm có tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Nhưng bây giờ thì mình chỉ làm tiếng Việt và tiếng Anh mà thôi. Thì cái lối mà cũng có vài cái chi tiết mình phải coi lại. Có những cái chỗ mà chúng tôi khi mà chúng đọc một cái trên thay phải, tôi muốn hiểu đến lại cái đó, tôi phải tìm 3-4 nguyên sử, tôi so sánh lại. Tôi thấy một cái sự kiện mà tôi nghi ngờ đó, thì tôi tìm ra 3-4 cái sử tôi đọc. Mà nếu mà có hai cái nó trùng mà, thì tôi mới chọn cái đó. Còn nếu mà tôi thấy ba cái mà nó là ba cái khác nhau, tôi phải đi tìm cái thứ tư.
để mà hiểu đến, mình hiểu đến là phải như vậy, chứ không phải, không phải để, không phải của cụ sao thì mình làm vậy, không phải. Tôi phải hiểu đến như, tại vì có những cái chi tiết ở trong đó là mà một ông tướng tàu thôi mà dịch sao ra cái thành hai tên. Thế nên mình phải đi coi, mình coi. Thành ra tôi cũng bỏ rất nhiều công, nhiều công sức để mà lo cái bộ sử. Ngoài cái dùng vẽ tranh là còn phải lo cái phần tiếng Việt. Còn phần tiếng Anh thì tôi nhờ các giáo sư như là giáo sư Trần Ngọc Dũng, Trần Nhân Trí để quý vị đã coi lại. Cái bộ nó có từ bao giờ thì theo tôi biết là sau 75 thì cụ mới ở bên Canada, cụ mới in ra cái đó. Cái năm nào thì tôi không nhớ chính xác. Tôi biết là sau 75 cụ mới làm cái đó. Mà tôi thấy rất là hay ở cái chỗ á, là sử mà nó thành những câu chuyện, những chuyện bằng tranh. Mà chuyện bằng tranh rất là hấp dẫn. Thì cho nên là cái đó là một hình thức mình truyền cho các em. Cho nên là bản thân tôi cũng đã soạn một cái quyển dùng hội họa để dạy Việt ngữ cũng là tranh. Cũng thưa quý vị là tôi tham gia giảng cho cái khóa, làm giảng viên như khóa tu nghiệp sư phạm cũng 20 khóa này, mỗi năm một khóa. Thì cái tiến triển của bộ sách là như vậy. Ban đầu tôi thường nói với quý vị là cái bộ sách đó là của chúng ta. Tôi là như là cái người mà thợ mộc mà xây cái nhà ban đầu. Cái sườn lên thành cái nhà bây giờ quý vị mỗi người đóng góp một chút. Tức là người đem cây hoa, người đem cái tranh đến mà làm sao cái căn nhà cho nó đẹp. Do đó là cái sách Việt ngữ cũng vậy. Từ cái lúc mà cái bìa thì tôi vẽ sâu sâu đây, rồi mỗi ngày mình vừa cải tiến về nội dung, về hình thức. Cứ mỗi lần tái bản thì mình lại sửa lại. Cho nên là cái cuốn sách từ đầu cho tới bây giờ thì nó khác rất xa quý vị. Đây, quý vị này sẽ nhìn đây là thấy. Đây là cái quyển sách mà đầu tiên mẫu giáo, đầu tiên này. Thì nó là như thế này. Tuy là lúc đó là tôi cho là đẹp rồi. Nhưng mọi khi đó là sách mà tiếng Việt thường là làm đen trắng, thì không ai làm màu hết. Tôi cũng ráng tôi làm màu. Màu rồi đây nha. Thì nó thế này. Nhưng mà tới bây giờ cái bìa này không đẹp. Cho nên tôi đã làm cái bìa đẹp hơn. Bây giờ đó em này học, nhưng mà nó học nó nằm trên cái hoa mặt trời luôn luôn hướng sáng. Thì cuốn sách bắt đầu nó đẹp hơn một chút. Đẹp hơn một chút. Nè, quý vị thấy. Và cái cách soạn bài nó cũng cải tiến. Ban đầu thì mình chỉ nói đó. Sau này sách bây giờ là mình đi theo thứ tự là nói, đọc, viết. Cho nên là trên mỗi cái bài ở bậc tiểu học đó, tôi thường có một cái đoạn văn đáp, tức là tập nói, chưa cần viết, chưa cần đọc mà nói cái đã. Ví dụ như là nói về công ơn cha mẹ thì đầu tiên là ông cha sai đứa con này đã làm gì thì nó tập nói cái đã. Tức là sẽ từ mẫu giáo thì chừng 2-3 câu, rồi lên lớp càng lúc thì câu hỏi nó càng nhiều. Thì nói cái đã, chưa cần. Nói xong rồi đọc được, rồi viết. Cái tinh thần là rất giáo khoa là như vậy. Và khi mà tôi soạn sách á, tôi cũng có một cái chương trình soạn sẵn từ mẫu giáo cho tới lớp 12. Lớp nào mình dạy cái gì tôi làm sẵn, rồi cứ theo đó mà làm. Cho nên là quý vị dùng cái bộ sách của chúng tôi là nó đi cả lớp cả làng. Nên không phải là cứ muốn làm gì làm, tôi soạn sẵn rồi. Như mẫu giáo thì dạy cái gì, rồi lớp 1 thì dạy cái gì, lớp 2 dạy gì, 3, 4, 5 thì như thế này, nó từ dưới lên trên. Và đúng theo cái phương pháp sư phạm.
Tức là từ dễ tới khó, từ cái biết đến cái chưa biết, thì như vậy các em đã học. Ví dụ như bây giờ tôi soạn một cái bài dạy mẫu giáo, thì tôi không cần phải nói là nguyên âm phụ âm gì hết á, chỉ cần các em đã biết được 29 mẫu từ là được rồi. Đừng có làm nó sợ. Thành sách là như vậy. Sách chúng tôi soạn nó đi có một cái phương pháp. Và thưa quý vị là tới giờ này cũng xin thưa quý vị là sách của chúng tôi đã in ra khoảng chừng 400.000 quyển thì không phải. Và trước đây thì các cái trường Việt ngữ họ dùng rất là nhiều. Và hiện thời thì các học khu cũng bắt đầu dùng cái bộ sách của chúng tôi. Như học khu Winchester, học khu Garden Grove, học khu Garden là có thể đang dùng sách. Và cái bộ sách đến ngày hôm nay tương đối là hoàn chỉnh. Nhưng mà mỗi năm lại cứ tiếp tục sửa để nó hay hơn. Thì cái đó là cái hoài bão của chúng tôi như vậy. Cái vấn đề tiếng Việt mình ấy, đối với hải ngoại nó cũng có nhiều khó khăn chứ không phải không. Khó khăn ở chỗ ấy, là có một số, tôi không dám vơ được cả lắm, có một số phụ huynh cho là không cần học tiếng Việt. Ở Mỹ học tiếng Việt làm gì? Nhưng cái đó là cái sai lầm. Tại vì sao? Chỉ vì mình, chúng mình qua đây đó, mình khác hơn dân tộc khác, mình phải giữ được cái tiếng. Cho nên cụ có nói là tiếng Việt còn thì dân tộc Việt còn thì nước Việt mới còn. Chứ nếu mà ví dụ như những cái người tôi hồi tôi còn đi làm hỏi mấy người mà da đen ở đây, họ nói nên đâu có biết nó là đâu đâu. Họ không biết họ là cái người ở đâu, từ đâu tới. Họ chỉ nói họ là ở Mỹ thôi. Nhưng mà thiệt ra người Mỹ đây chính là người da đỏ chứ ở đâu. Tại sao mình không giữ được cái... Cho nên là cái tâm huyết của tụi chúng tôi bỏ ra là muốn làm sao cho các con em nó nhớ về cội nguồn. Thì tôi kể em câu chuyện là khi mà tôi làm hiệu trưởng trường Văn Lang ấy, thì có một em bé nó không chịu học. Thì cái cô giáo cô chạy lên nói thầy, em nói cách gì nó không chịu học nha. Nên cái em học sinh nó người Mỹ mới học tiếng Việt, làm cha mẹ bắt nó tới đây tới thì nó không học. Thế là tụi mày xuống hỏi sao bây giờ con có muốn học không? Học chi? Nên cái tụi mày chỉ cái cây ra ngoài đó, tôi mới chỉ cái cây ở ngoài cho nó thấy. Cái này con thấy cái cây kia không? Nó thấy. Cái cây nó sống làm sao? Bây giờ nó thấy đẹp không? Cái này đã đẹp. Nên bây giờ nếu mà thầy lấy cái cưa thì ra thì cưa cái gốc lấy cái cây nó sống không? Nó không, nó chết à? Nghe cho mày đi. Nè. Con á, bây giờ thầy hỏi con nè, con tóc con có vàng như Mỹ không? Dạ không. Mũi con cao như Mỹ không? Không. Thì con là người Mỹ phải không? Dạ con người Mỹ. Nhưng mà nè, con là người Mỹ gốc Việt nha con. Thầy cũng nhập quốc tịch Mỹ, thầy người Mỹ mà gốc Việt. Cái gốc của những cái cây đó, thì mày cưa cái gốc là chết ngắt liền. Con không thể là người Mỹ mà con quên cái gốc được. Khi nên ngồi nghĩ nghĩ đó. Cái gì mà hỏi đây? Con là người gì? Dạ, con là người Mỹ gốc Việt. Thế thì con học tiếng Việt nha. Để mình giữ cái cây cho nên chứ không nó cưa mất rồi con. Vậy là từ đó nó học thế. Thế cái vấn đề là mình phải giữ nguồn gốc. Chứ còn đây có nhiều cha mẹ không biết chữ đó. Mà đừng nói chi. Tôi kể chuyện này, tôi còn rất là buồn. Khi mà hôm đó tôi đi vận động để mà
xin cái quảng cáo bao nhiêu sách để kiếm cái tiền in cái bìa sách thôi. Tôi vô một cái văn phòng bác sĩ. Thì vị bác sĩ đó là học trường nổi tiếng. Cái tôi vô. Anh nói sao biết? Thường có thì giờ tiếp. Thế nên thì bị cho tôi một phút này. Nếu được là tôi có một phút thôi nha. Mà tôi nói cho anh biết là đây tôi không có nhu cầu tiếng Việt. Anh ta đang muốn học bác sĩ. Tôi mới nói, thì cái đó đi, thì bác sĩ. Nhưng mà tôi nghĩ, cái này tôi cũng xin bác sĩ một phút thôi. Nếu mà bác sĩ mở cái văn phòng này ở chỗ người Mỹ có tới đông như vậy không? Tôi bảo đảm là không. Bác sĩ, sáng đây chúng tôi nhờ người Việt nha. Mà người Việt tôi mà tôi biết mà bác sĩ không nói tiếng Việt tôi không vô rồi. Tôi nói xong tôi bỏ đi liền. Có nhiều cái người, mình cái người không học thì mình không giận. Và cái người đã có thành danh. Mà nói như vậy, còn có những người nói tôi không thích người Việt Nam. Mà không biết ông là cái người gì, ông không thích người Việt Nam. Thành cái mình cái lo lắng là như vậy. Cái hoài bảo thì này, có nhiều người hỏi chứ sách thầy soạn vậy rồi người ta không xài thầy sao? Nói không, cái này tôi cống hiến mà. Quý vị có dùng thì quý vị có lợi. Chứ quý vị mua sách thì tôi cũng đâu có lợi đồng nào đâu. Mà quý vị không mua thì tôi cũng đâu có lỗ đồng nào đâu. Cái này tôi cống hiến mà. Mọi người dùng thì tốt. Nhưng mà tôi mong là mọi người dùng thì tôi mới vui. Không dùng tôi không vui. Vậy thôi. Cái nền giáo dục nước thật ra thì mình theo tôi thấy nó không có một cái quy củ nào hết. Chứ còn trên Việt Nam Cộng Hòa mình có đàng hoàng, thấy không? Thế là phải dân tộc, phải khai phóng, phải đủ thứ. Còn ở trong này thì cứ mỗi năm mỗi đổi sách, mà đổi sách mục đích là gì? Rõ ràng là kiếm tiền thôi. Hồi xưa đó như tôi đi học đó, mình học xong rồi là cái sách đó mình để lại cho em mình, con em mình, cháu mình học được chứ. Năm này thấy trong nó cứ mỗi khi mỗi đổi. Và cái tai hại nhất là cái vấn đề ngôn ngữ ở trong nước bây giờ. Có nhiều người nói tôi là tiếng là tiếng Việt Cộng, không có, Việt Cộng không có tiếng, tiếng là tiếng Việt. Tôi xác định là không, Việt Cộng không có tiếng, mà tiếng là tiếng Việt. Mà trong nước họ dùng không đúng mà thôi. Cái tiếng là tiếng của ông cha ta, tiếng Việt Nam. Nhưng mà họ dùng không đúng như thế. Bây giờ mình làm sao cho nó đúng trở lại. Là vậy thôi. Còn ba cái chuyện mà mình thấy như là Bùi Hiền, như là mấy người đã viết, thì tôi thấy cái chuyện đó không ra làm sao hết, nhưng mà mình không có phê phán với người đó, nhưng mà mình nhìn cái nhìn chung là tất cả những cái lần mà đổi sách là để kiếm tiền, theo tôi nghĩ là vậy. Chứ cái nền giáo dục bây giờ nó tùm lum hết này, nó không có đúng. Ví dụ như bây giờ ở trong nước lẫn lộn cái mẫu từ cái tên cái chữ và cái âm cái chữ. Chữ A, chữ B, chữ C. Chứ cái A bờ cờ. Cái chữ là chữ C mà âm là cờ. Chứ không phải chữ cờ. Cờ là C, ơ, cơ, huyền, cờ mới là cờ. Thế nên nói, bây giờ bạn nói đấy, bây giờ thế này. Nói, nước Việt Nam hình công như chữ S. Nói chữ S chứ. Chứ nước hình công như chữ S à. Đó, đúng không? Cho nên là một vị trong nước đã nói là cờ L, V, M đó. Cái đó đâu phải vậy nói, đúng không? Thành ra là rất rất là nguy hiểm. Chưa kể là cái tiếng Việt lai một cách tai hại. Mà cái tiếng Việt trong sáng mình bỏ mất rồi. Nếu tôi ví dụ như này, như tiếng Việt mình có cái câu, có cái dành từ là phụ tá.
phụ tá giám đốc, đúng không? Phụ tá bộ trưởng, mình có phụ tá. Nhưng mà trong nước bây giờ không dùng chữ phụ tá, mà dùng chữ trợ lý. Trợ lý là tại sao chữ trợ lý? Để cho đọc đúng cái âm tàu không có chữ phụ tá mà có chữ trợ lý, trợ lý. Thì bây giờ ông nói là trợ lý. Thành ra hồi xưa đó, ông bà mình rất là hay. Không có chữ, ta mượn chữ mà ta xài thôi. Mà ta đọc kiểu ta, tao không hiểu được. Bây giờ là mình đọc cho nó giống, cho nó hiểu. Cái người đó, mình nói phụ tá, tao nó không hiểu. Nhưng mà nói trợ lý, tao nó hiểu. Thành cái vấn đề rất, rất là nguy hiểm. Hay là những cái chữ mà bên này tôi thấy là cái nhiều truyền thông bây giờ cứ việc chụp vô là nói, không có suy nghĩ gì hết trơn. Ví dụ như một cái chuyện nữa tôi kể thì có một cái danh từ nữa, nó rất là bình thường mà không ai để ý. Như mà khai triển hay là triển khai. Nghe không? Ông bà ta dùng chữ khai triển, không dùng chữ khiến, triển khai. Khai là mở ra, triển là lớn lên. Tiếng Việt, Việt Hán là như vậy. Khai triển, còn tiếng Tàu là triển khai. Tức là nó lớn lên rồi nó mới mở ra. Đấy, nó có như vậy. Thành ra có những cái mà mình vô tình mà mình dùng mấy đó Tàu mừng lắm. Thấy từ từ mình nói nó hiểu được. Chứ hồi xưa ông bà ta dùng chữ Tàu nhưng mà đâu có đọc cho Tàu đâu, nên cứ có danh từ chữ nhỏ là như vậy. Thì cái hoài bão của chúng tôi là làm sao cái sách của mình được về trong nước để cho lấy lại cái công bình, làm cho tiếng Việt trong sáng. Tại vì khi mà nói vậy có nhiều người nói, tại vì nó là sinh ngữ mà nó phải thay đổi với thời gian chứ, anh kia anh bắt anh nói theo cũ đâu có được. Nhưng mà cái việc đó đúng, nhưng mà nó thay đổi có chọn lọc. Chứ không phải là bà đâu là bỏ vào đó. Ví dụ bây giờ cái gì cũng hoành tráng hết là sao? Đâu có phải. Hoành tráng là cái gì to lớn lắm mới hoành tráng. Đây ăn bữa ăn cũng hoành tráng là sao? Thấy không? Có nhiều cái trong nước dùng hay là chữ mà vô tư chẳng hạn. Tôi nói hồi xưa mình dùng chữ vô tư này thế nào? Vô tư là cái người chưa biết suy nghĩ. Một đứa nhỏ nó chưa có suy nghĩ, nó chưa phân biệt cái gì. Đứa nhỏ nó sống vô tư, vô tư lự. Nó không có suy nghĩ hết. Đấy mới là vô tư. Còn người lớn ai chưa vô tư đâu. À, mời anh ăn uống tự nhiên. Bây giờ ăn uống vô tư. Cái này mình làm tự nhiên cũng làm vô tư. Hồi xưa mà anh kêu, tức là anh nói người ta là con nít này không biết gì đấy, vô tư. Không có suy nghĩ hết, mới là vô tư. Còn rồi bây giờ kêu bỏ chữ Y và chữ Y, nếu cái nào cũng Y hết. Không phải vậy. Hai cái chữ nếu mà anh đọc cái tên nó như nãy tôi nói đó, thì anh phân biệt rõ ràng. Một chữ là chữ Y và chữ thứ hai là Y. Cái tên nó là Y. Chứ không có Y ngắn, Y dài. Không phải. Chữ là Y mà hai cái chữ nó ở cái điều gì khác nhau, mình không bỏ được. Ví dụ như chữ Thúy. Bây giờ anh biết anh bỏ chữ, không biết Y, viết chữ Y nó thành chữ gì? Hay là chữ Thúy à? Đồng ý không? Thành cái vấn đề mà giáo dục. Cho nên là tôi mới đề nghị là cái những cái khóa tu nghiệp sư phạm sắp tới, là ai mà chưa đi học lần nào á, tôi muốn đề nghị đây, tôi nghĩ trong đầu sẵn đây nói luôn, là phải đi học cái căn bản đã. Anh phân biệt cái chữ nó là cái tên làm sao, rồi cái âm làm sao, rất là làm sao để bắt đầu anh dạy tới. Tại sao mà bờ A3, mà tại sao là bé A3?
anh phải dạy ra dạy được. Thì cái ước muốn tôi, cái hoài vọng tôi này là làm sao đưa những cái gì nó tốt đẹp, cái tinh hoa của tiếng Việt đã được chọn lọc đưa về trong nước, để mà những cái gì nó không đúng thì nó sẽ theo thời gian nó đào thải thôi. Mà bây giờ nếu mà tôi nói người ta sai, người ta không chịu đâu. Nói anh tư cách gì nói tôi sai, đúng không? Nhưng mà lúc đó tôi phải phân tích anh hợp lý cho đúng chưa. Ví dụ bây giờ anh nói là chữ nào cũng làm y hết trơn, tôi đưa ra chữ Thúy anh nói sao, thì anh thấy anh phải chấp nhận có chữ Y rết chứ. Hay là cái tay với cái tay, nếu mà anh không dùng chữ Y rết thì làm hai cái này cái nào cũng giống nhau à? Anh theo anh thì đúng, thì tôi không nói anh sai, nhưng bây giờ nó không hợp lý. Tôi nói nếu tôi, anh nghe được thì anh nghe. Do đó là chúng tôi mới có những cái quy ước, năm cái quy ước mà tôi đang ra là như vậy. Tôi nghĩ là ở trong nước họ không bao giờ công nhận mình, họ không bao giờ nghe mình đâu, tại vì họ có chủ trương. Họ không nghe mình đâu, nhưng mà dân sẽ nghe mình. Nhà cầm quyền không nghe, nhưng mà dân tộc Việt Nam sẽ nghe những cái điều mình làm ở đây. Tôi rất là tin tưởng. Bây giờ nói tôi nói để nhà cầm quyền không có, 100% không nghe. Nhưng mà đối với dân chúng, tôi nghĩ là họ sẽ nghe. Và cái điều mình làm đây, mình làm cho dân tộc Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam. Vậy thôi, chứ tôi không làm để mà chúng tôi có địa vị hay chúng tôi có tiền, mà không có gì hết. Chúng tôi là con zero. Chúng tôi làm là mục đích cho dân tộc Việt Nam, cho người Việt Nam sau này mà thôi. Người Việt Nam mình rất là thông minh. Mặc dù dân tộc Việt Nam chúng ta ở một nước rất là nhỏ bé, nhưng mà bây giờ bao nhiêu nhà khoa học Việt Nam đi nước ngoài, mình phải tự hào về Nguyễn Trung Vinh chứ. Cái người mà vẽ cái quỹ đạo lên mặt trăng đó, mình phải tự hào. Nhiều nhà bác học Việt Nam hiện thời là những người đó là con dân Việt Nam, mình phải tự hào cái điều đó. Nhưng mà cái có một điều là cái sự kết hợp của mình, theo tôi thấy là nó còn rời rạc. Nếu mà chúng ta kết hợp, nếu mà so dân tộc mình với dân tộc Nhật á, theo tôi nghĩ về cái trình độ thông minh thì Việt Nam mình không thua. Tôi nghĩ là như vậy. Có khi là tôi chủ quan rồi, nhưng tôi nghĩ là như vậy. Tại vì như Ngô Bảo Châu chẳng hạn, toán học ai cũng công nhận. Thì điều quá chứ. Chứ bây giờ bao nhiêu nhà bác học Việt Nam qua Mỹ đây này, làm được lắm. Chứ không phải. Còn tôi không tin trong nước. Tại trong nước có 30 mấy ngàn tiến sĩ kia này. Mà có được cái gì không? Có phát minh gì không? Không có. Nếu như cái thời chúng tôi học á, thi cái tú tài không là chảy máu mắt rồi. Chứ không phải sẽ đâu phải. Còn muốn là đi muốn có cái bằng tiến sĩ, trời đất ơi, ngồi anh lấy cái cử nhân giáo khoa xong rồi anh trình cái luận án tiến sĩ, anh phải nói cái điều gì mà người ta chưa có, anh phát minh một cái điều gì, rồi anh lên cái hội đồng người ta mới xét. Chứ bây giờ mà anh tiến sĩ múa anh gì cũng tiến sĩ ra, cái điều hồi xưa không có. Một cái nhận xét rất là thô thiển của tuy là một nhà giáo, nhưng mà nhà giáo này nhà giáo là trường làng, thành ra là có khi thì cũng xin quý vị nếu mà nghe được thì nghe, mà nói được không có vừa lòng thì cũng đừng có. Thành cái mà khuyên bảo thì cũng đây là những điều không dám kêu khuyên bảo, đây người lớn khuyên bảo, đây là kêu gọi thôi. Thì cái giới trẻ cũng như giới già
ở trong nước cũng như ngoài nước, làm sao mình phải xứng đáng với tổ tiên mình là người Việt Nam, là con nhìn rồng cháu tiên, thì cái điều mà tốt lành của ông bà mình nên giữ, và đừng có theo những cái thói hư tật xấu bỏ đi, mình làm tốt. Khi mà làm việc gì anh phải nghĩ tới cái kết quả nó như thế nào, cái kết quả đó đem cái lợi về cho ai, hại cho ai, lợi hại thế nào. Con cháu mình phải, còn vấn đề đối với con cháu mình phải khuyên con cháu tại sao nó phải học, tại sao nó học tiếng Việt, có lợi ích như thế nào, thế nào là uống nước nhớ nguồn. Thì cái điều tôi muốn, cái cuộc sống của tôi thì bây giờ là 80 mấy năm rồi, cũng sắp đến nơi rồi, thì chỉ ước mong sau này làm sao con cháu người Việt ở đây luôn dương giữ trong tâm cảm mình là người Việt Nam, quê hương đất nước mình là Việt Nam. Vậy thôi. Và mặc dù ở đâu cũng phải xứng đáng một cái người mẫu mực. Mình làm một điều ích cho mọi người, đừng có làm tai hại cho mọi người. Mình ở tại Hoa Kỳ, mình phục vụ cho quốc gia Hoa Kỳ giống như là mình phục vụ cho quê hương mình. Nhưng mà mình không được quên quê hương. Mình đang làm ông gì đi nữa thì luôn luôn nhớ giùm tôi là người Mỹ gốc Việt. Điều đó là tôi mong muốn cho các thế hệ sau này. Theo tôi nghĩ là cái cuộc đời nó không có gì là chắc chắn hết. Đây là vô thường. Và cái điều tôi khuyên nhủ mọi người, có một cái điều nó không thể làm mất hết, không mất. Nhưng qua bao nhiêu cái cuộc đối tay này, người ta nói lên voi xuống chó cho tụi tôi còn xuống thấp hơn con chó nữa. Nhưng mà cái gì ta còn lấy của tôi hết á, tiền bạc ta lấy, nhà cửa ta lấy, cái gì mà lấy, nhưng cái kiến thức người ta không lấy được. Cái điều mình hiểu biết đó là mới là cái đích thực của mình. Nó sẽ chia tay mình khi mình nhắm đắt xuôi tay thì nó mới chia tay. Còn nếu mà chúng ta còn hơi thở thì cái kiến thức mình học hỏi đó nó vẫn là ở trong người mình, không ai lấy mình được hết. Cái điều đó thì tôi khuyên là mọi người dù ở cái hoàn cảnh nào, mình phải ý thức được rằng mình là một con người chính nhân. Chứ đừng có nói là bằng cùng sinh đạo tặc, không phải. Giấy rách phải giữ lấy lệ. Cho nên tôi lúc mà tôi đi làm công việc của một người không biết chữ nào, tôi vẫn hoàn tất đàng hoàng. Mình làm cái gì mình phải có trách nhiệm, mình phải làm công việc đó cho nó tới nơi tới chốn. Và muốn tới nơi tới chốn mình phải học. Cái kiến thức là cái điều quan trọng nhất, và tôi khuyên cho các cái thế hệ mai sau, hãy làm sao cái đầu mình nó trong sáng. Thì cái đó mới là của mình. Còn xe cộ nhà cửa không phải của mình đâu. Tiền bạc không phải của mình. Vợ con có khi cũng không phải của mình luôn. Cái đầu của mình đây nè. Đây thì tôi nói là cái lợi sau mà hơn 80 năm sống cuộc đời này, tôi rút ra được cái điều đó. Tôi thấy là phải gìn giữ cái lịch sử của người Việt Nam tại hải ngoại, cái điều nên làm. Cũng như thì tôi nói là mình phải biết là mình từ đâu tới chứ. Tại sao mình tới? Vì sao mà mình có mặt ở đây? Muốn biết vì sao phải học lịch sử cộng đồng. Và chúng tôi là một người cũng đang viết cái lịch sử cộng đồng. Để cho mọi người, các thế hệ mai sau, trong lịch sử 100 năm sau, sẽ biết tại sao người Việt có mặt tại đây. Và có một điều phải làm sao cho người ta thấy người Việt có mặt đây là có xứng đáng không? Đừng để cho nó xấu hổ, đừng có làm cho cái là nhục quốc thể. Người Việt Nam ở đây từ tất cả các lĩnh vực đều làm tốt hết, không có cái gì hết. Còn không thể nói là không có thành phần xấu, nhưng mà người ta làm sao cái thành phần xấu
ít chừng nào tốt của nó, mà chúng ta sẽ là những cái thành con cháu chúng ta sẽ là thành phần tốt. Nếu mà nó tốt thì ở đâu nó cũng tốt mà. Cũng như thời gian mà tôi đi dạy tiếng Việt là có một người nói, ôi con tôi học tiếng Việt giỏi chứ tiếng Anh nó giỏi. Không phải đâu. Hay nó giỏi là chỗ nào nó cũng giỏi hết đấy. Mà nó dở là chỗ nào nó cũng dở chứ đừng nói không, không có chuyện đó. Theo kinh nghiệm tôi thấy, hay nó giỏi là chỗ nào nó cũng giỏi. Mà muốn giỏi làm sao phải có tinh thần trách nhiệm thì mới giỏi. Chứ còn không có tinh thần trách nhiệm là không thể giỏi được. Được đâu hay đó thì không thể nào giỏi. Cái lời nhắn nhủ này tôi chỉ là kêu gọi thôi. Thì mọi người nên vì cái tương lai của dân tộc, vì tương lai quan trọng sau này. Mà mình nói xa hơn chút đó, là mình đừng có làm hổ cái xấu hổ tổ tiên mình. Mình làm phải làm sáng danh đi. Thì quý vị thấy là cái tiếng Việt phải ráng mà giữ. Thì muốn giữ thì bây giờ làm sao trong gia đình, mỗi gia đình đều phải cố gắng. Chứ còn mình tới trường học không bao nhiêu đâu. Mà ở nhà là quan trọng, rất là quan trọng. Và chúng tôi ước muốn là trong cái hàng ngũ mà bây giờ cái ban đại diện của tôi làm sao vì có chút thì giờ nào thì cũng tiếp tay chúng tôi để mà phát triển cái tiếng Việt. Như tiếng Việt còn thì dân tộc Việt còn mà nước Việt sẽ còn. Cũng như dân Gia Thái họ mất nước hết mà dân Gia Thái còn, tiếng Gia Thái còn họ là quán được. Cái điều này ước muốn của chúng tôi. Tôi phải nói là từ đáy lòng tôi tri ân cái lòng nhân ái của đất nước Hoa Kỳ đối với chúng tôi. Tại vì nếu mà không có sự giúp đỡ của chính phủ Hoa Kỳ thì ngày hôm nay bản thân của tôi và con cái của tôi không có là gì. Nhưng mà không phải nói như vậy. Chúng tôi cũng có cái buồn đối với Hoa Kỳ là đã bỏ Việt Nam Cộng Hòa, bỏ chúng tôi. Nhưng mà vớt vát lại sau là cũng đã người bỏ chúng tôi và cũng là cái người cứu vớt chúng tôi. Và chỉ nói một tiếng là chúng tôi chịu.